Xin chào các bác anh chị, nghe giọng bác có nghe được không? Được đấy ạ. Cảm ơn cô Thủy cũng giới thiệu tôi tên là Mayu, tôi là người Nhật. Mà 100% người Nhật tính nha, chứ không có hộ Hàn nào mà người Việt Nam. Thì có thể xin giới thiệu về bản thân mình một chút là tôi sinh ra ở Tokyo và lớn lên tại Tokyo. Mà sau khi hết đại học thì sang Việt Nam học tiếng Việt và học chuyên môn tiếp. Chuyên ngành của tôi là cái phát triển cộng đồng. Cũng là phát triển cộng đồng là gì? Thì đại các anh chị có biết không ạ? Muốn biết nữa, chưa biết nữa. Và phát triển cộng đồng chính là cái cộng đồng như thế nào để phát triển thôi, nhưng mà bằng cách nào thì chúng tôi là cũng chú trọng về cái bảo vệ môi trường. Và cái bảo vệ môi trường là một, thứ hai là tăng cường cái liên kết hợp tác giữa cái giữa con người và con người tại cộng đồng. Thế thì cụ thể như thế nào thì sẽ chia sẻ sau. Nhưng mà tôi thì rất thích là làm việc với cái cộng đồng. Nhiều khi làm việc với cộng đồng là rất là mệt. Mệt chứ, đúng không ạ? Tại vì nhiều khi mỗi người có 10 người thì là 10 người 10 ý, đúng không ạ? Mà tôi làm việc với cái nhóm nông dân, một ông là mỗi một ông, mỗi một bà là coi như là cái vua hay là con chúa rồi, đúng không ạ? Để cho nên là cái nào không muốn nó theo cái ai cả, đúng không ạ? Ở đây có không? Có chứ, đúng không ạ? Và mà chính là cái cộng đồng của Việt Nam ấy hơi yếu một chút tính cộng đồng đấy. Chính vì thế mong muốn nó phát triển kinh doanh hay là mong muốn nó xây dựng thương hiệu hay là phát triển cái sản phẩm mới nào kia thì chưa được thành công lắm. Thế còn mỗi một cá nhân người Việt Nam ấy thì cực kỳ là giỏi, nhiều người có tài. Mày đều biết, tại vì cũng tiếp xúc nhiều rồi. Mà không kém gì ai cả. Nhật cũng có nhiều người tài, nhưng mà Việt Nam cũng có nhiều người rất là giỏi. Nhưng mà có cái khác với cái người Nhật và người Việt Nam ấy thì chỉ có duy nhất là tính cộng đồng thôi. Bên Nhật ý, một người Nhật có khi là kém người Việt Nam, một người Việt Nam, nhưng 5 người Nhật hay là 10 người Nhật thì chắc chắn là mạnh hơn là người Việt Nam. Tại vì người ta sẵn sàng hợp tác. Mà sẵn sàng hợp tác trong cộng đồng như là cái nhà trường, từ bé là cái biết là cái cách giúp đỡ rồi. Và lớn lên trong cơ quan hay là công ty hay là tổ chức nào đó, bất kỳ ở đâu, hay là trong cộng đồng xung quanh dân cư, khu dân cư, người ta cũng biết cách hợp tác rồi. Để cho nên là mọi thứ mong muốn làm chung á, thì người Nhật phát huy tốt hơn. Thế còn Việt Nam thì để buổi đầu tiên thì để có thể bắt tay làm. Nhưng mà buổi sau có khi lại là cãi nhau, chia tay, đúng không ạ? Và thế đây thì là cái không phải là nói xấu, nhưng mà cái đấy là cái tình trạng thực tế của cái hai nước là như vậy. Và Mayu nói thêm cho nó công bằng á, là tại sao Nhật là như vậy, là vì là chỉ có lý do duy nhất thôi: môi trường, điều kiện sống. Vì sao? Vì là các anh chị cũng biết là bên Nhật sóng thần, đông đất, với lại cái bão lũ rất nhiều, thiên tai rất nhiều. Không hợp tác với nhau thì này người Nhật là chết hết cả, đúng không ạ? Còn Việt Nam ấy thì lại nói chung là cái hợp tác tại cộng đồng thì có, nhưng mà không cần chặt chẽ như bên Nhật, vì là cái không có thiên tai, nói đơn giản thế thôi. Đó. Thế cho nên là bối cảnh là mỗi một nước, mỗi một địa phương là khác nhau, chứ không phải là cái nào là tốt, cái nào là xấu. Nhưng mà bây giờ ấy thì lại như các anh chị cũng cảm thấy là xã hội của Việt Nam cũng thay đổi. Mà xã hội của cả cái cộng đồng thế giới cũng đang thay đổi. Mà hiện nay thì Mayu cũng nói một điều là chẳng có nước nào, địa phương nào, cộng đồng nào không thể tách khỏi được cả thế giới.
đúng không ạ? Rừng Amazon của Brazil biết không ạ? Khu đấy cũng là kết nối cái kinh tế thị trường đấy, chứ không phải là không, đúng không ạ? Dù sao giá bà con thích hay là không thích, bắt buộc phải cái kết nối với cái thị trường của thế giới. Hiện nay cái thế giới của hiện nay thế giới là như vậy. Để cho nên là Việt Nam, thị trường của Việt Nam, cộng đồng của Việt Nam, xã hội của Việt Nam cũng phải nghĩ tới là gì đấy ạ? Bắt buộc phải cái nghĩ tới là thị trường thế giới. Không thể cái làm riêng hay là tách khỏi hay là độc lập được. Chính vì thế lớp tập huấn như hôm nay á thì cực kỳ quan trọng. Vì là cái trong thời kỳ nó hội nhập thì lại các doanh nghiệp của các anh chị là sẽ là phát triển kinh doanh như thế nào, vân vân ý, thì lại cũng phải cần cái thương hiệu, cũng phải cần có sản phẩm tốt để cạnh tranh được với cái các sản phẩm khác, đúng không ạ? Và thì chính vì thế hôm nay rất là vinh dự là tôi được mời và tham gia cái chương trình này. Nói thật ý, là tôi là cái chuyên gia, không phải là chuyên gia gì, nhưng mà học về cái xã hội học và học về cái phát triển cộng đồng. Mà mai có thể thầy cái chuyên về cái xây dựng thương hiệu nào kia thì có thể là đi tuyết, có cả cái nhiều ví dụ nữa hay để truyền đạt cho các anh chị. Nhưng mà hôm nay thì tôi cũng có thể giới thiệu một số công ty, một số cá nhân của bên Nhật là họ xây dựng thương hiệu như thế nào để mà có thể là các anh chị là tham khảo, có thể là cái ấy có thể là lấy được cái kinh nghiệm tốt của họ để áp dụng cho công việc của các anh chị. Chỉ có đơn giản thế thôi đấy ạ. Và thì tôi cũng hay nói đùa là các anh chị của trung tâm BSC cũng quý mình mà hay gọi là cái chuyên gia là cô Mayo, nhưng mà tôi không có chuyên gia gì. Mà tôi cũng nói đùa thì nếu mà nhận cái được gọi chuyên gia ấy thì chuyên gia gì biết không ạ? Chuyên gia nhậu thôi. Tại vì sao cái làm việc tại cộng đồng á thì lại phải có nhậu với bà con, ít nhiều cũng phải có để trao đổi cho nó dễ. Để cho nên là đấy thì nhiều người cứ nghĩ rằng là cô này nói gì đây, cái chuyên gia nhậu là cái gì. Nhưng mà chuyên gia nhậu có ý nghĩa là chuyên gia không có chuyên gia, nhưng mà cái nói về cái ngành là phát triển cộng đồng đấy ạ. Và thì nhậu nhậu là nhậu luôn, nhậu là nhậu luôn, nhưng mà trong đó nó có cả công việc đó, chia sẻ hay lắm. Mà hôm nay thì lại có mặt ở đây, nhưng mà tôi thường là xuất hiện ở dưới Bến Tre, với lại cái năm nay là bắt đầu đi cả Đồng Tháp nữa. Mà thường là làm việc với cái cộng đồng nông dân á, ở nông thôn. Thế thì cũng quen kiểu của người ta rồi, thế cho nên là cũng họ dễ thương lắm. Nông dân Việt Nam rất là dễ thương. Mà tôi làm việc ở phía Bắc ấy khoảng 19 năm và chuyên đi vùng núi, thế cho nên là người ta có thể dân tộc Kinh, nhưng mà cũng hay gắn bó với cái dân tộc các dân tộc thiểu số như là người Mường hay là người Tày hay là người Thái hay là người Nùng đó. Thì cho nên là có thể miền Trung thì lại tiếp xúc ít hơn, miền Nam với lại phía Bắc á, thì lại rất nhiều. Thì mà mỗi một vùng cũng có điều kiện khác nhau, nhưng mà có một điều chung là bà con rất là dễ thương. Rồi thế thì có thể là cái trao đổi với các anh chị một chút về cái kinh nghiệm của bên Nhật, có cả công việc của chúng tôi, mà công việc của chúng tôi như thế nào để các anh chị cũng tham khảo. Lúc nãy cái nói về cái bản thân nhưng mà chưa nói hết ý, là tôi là cái trưởng đại diện của một cái tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản, là tên là tổ chức Seed to Table, là seed là hạt giống, table là bản ăn này. Nên cho nên là chúng tôi hỗ trợ cho nông dân, nông thôn, từ sản xuất
đến người, tức là gửi cái xây dựng cái chuỗi giá trị đến tay, đưa cái sản phẩm cho cả người tiêu dùng luôn. Thế cho nên là mà bằng cách nào thì chúng tôi bao giờ cũng chú trọng về tính cộng đồng, tăng cường cái tính cộng đồng là một, thứ hai là cái bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe. Đó. Cái đấy là cái ba điều chúng tôi luôn luôn lưu ý, và khi mà xây dựng cái kế hoạch để làm việc với cái nhóm nông dân. Thế thì hiện nay chúng tôi có dự án tại tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp, mà vừa rồi kết thúc dự án tại ngoài Bắc ở tỉnh Hòa Bình. Thì hiện nay là cái văn phòng chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng gần cái chỗ các anh chị. Đó. Trước đây là ở Hà Nội này, đi công tác vào trong Nam, nhưng mà bây giờ thì gắn bó với miền Nam hơn. Nhưng mà nói rộng mà vẫn chưa sửa được, vẫn là cái ấy nói rộng Bắc. Rồi, thế thì trước mắt ý, thì tôi cũng muốn hỏi các anh chị là họ và tên, với này cái các anh chị đang làm gì, mà hôm nay có quan tâm trong công việc của các anh chị bây giờ á, là có gì khó khăn không, mà vướng mắc gì không, hay là có gì điều vui để chia sẻ. Có thể là cái từng người một, từng anh chị một tí nhỉ. Anh xin lỗi là anh đầu tiên, xin mời anh đi ạ. Họ và tên với lại cái công việc của anh hiện nay, nếu mà là doanh nghiệp hay là nhà sản xuất thì sản xuất gì? Đó. Có gì khó khăn không? Công nhân. Dạ. Có mong muốn là sau này khởi nghiệp gì không ạ? Hay anh tên gì ạ? Dạ, anh Tân đấy hả? Ân. Ân, rồi ạ, anh Ân. Rồi, cảm ơn anh Ân. Còn anh kế tiếp ấy. Dương Phú. Anh. Sao sao? Cái gì sản xuất nè? Tôm đấy hả? À. À. Tôm khô hay là cái nuôi đấy hả? Ú. À, ở vùng biển đấy hả? Hay là nước ngọt? À, nước lợ. Ở đây là có nước lợ. À. Rồi. Có khoảng quy mô khoảng bao nhiêu ạ anh? À, 2-3 ao. Có gì khó khăn không ạ? À? Có đầu ra nào kia thì... bắt bênh hả? Bệnh là chính đúng không ạ? Rủi ro nó bệnh. Rủi ro thì bây giờ cũng có cái lớn và áp dụng khoa học công nghệ. Nói chung là 50-50. À. Do cái giá cái phần. Rồi ạ, vâng, cảm ơn nhiều đấy ạ. Và chị. Xin giới thiệu em tên là Nguyễn Thị Ngọc Nữ, tổ trưởng tổ ấp ba ở Phú Kiến. Dạ. Nói chung là đi học là dễ mà biết thôi chứ không có... Dạ. À, nhưng mà góc độ chị cũng là người tiêu dùng á, thì lại có gì có khi mà nhìn thấy sản phẩm có gì thấy nó không ổn, hay là cái nó băn khoăn gì không, khi mà sản phẩm thấy đến sản phẩm như thế nào thì lại thấy là không an tâm ấy. Chị không hoan gì á? Ít thế hả? Sắp chết đi hả?
Phụng Anh thì sắp chết được. Nói chung là con dâu nó mua thôi, mình là không có sắm cái gì mua cái gì, mình cũng không có. Mà nhà mình sản xuất này sao chị? Không, là nhà có trồng rau rồi. À, thì trồng rau và em hiểu rồi. Trồng rau chặt đến mình dùng thôi. Và dạ, cảm ơn chị và mời mời chị. Em là Lê Thị Ngọc Mỹ, ở 102 3 Phước Kiển, Nhà Bè. À, giờ thì em đi làm công tác hội như hội phụ nữ, hội nông dân. Ở trong các xã mà có tập huấn hay lên đâu thì em cũng có tham gia. Ở nhà em thì trồng xài trồng đồ, có cái vườn hơi rộng rộng, trồng xài trồng này trồng kia vậy đó. Nhà nhà chị cũng sản xuất, tức là tự trồng để ăn đúng không ạ? Và à và để cảm ơn chị, mời chị. Coi như là trồng rau để nhà ăn, để trồng cái chậu hoa lan hoặc là những cái cây mai, nói chung là cái một tè tay cho chăm đấy. Nói về rau thì mua hạt thì có khi nó cũng có cái bóp bênh, có khi nó cũng lên mà có khi nó cũng lại không có mọc, anh có mọc cho nên nó cũng khó khăn về cái hạt giống. Dạ, thế là về đấy là về. Dạ vâng, cảm ơn chị và mời anh. Em là Lê Ngọc Lâm, em chuẩn bị làm cái chi. À, nấm linh chi. Và, về cái thương hiệu của sản phẩm thì tôi đang rất là cần về cái nhu cầu về để làm. Rồi, cảm ơn. Rồi, mời anh. Tôi là Nguyễn Tục, là người cũng tham gia trồng rau. Dạ. Bán cho mùi. Thì hôm nay cũng muốn vượt qua cái tổ này để xin kinh nghiệm. Dạ, anh vẫn áp dụng cái an toàn hay là vẫn cái sử dụng thuốc nổ kia đi ạ? Mình trồng hữu cơ. À, nhưng mà cô theo tiêu chuẩn gì không ạ? Có theo tiêu chuẩn của Việt Nam. À, biết ghép đấy hả? Dạ, dạ, và em hiểu rồi ạ, và cảm ơn. Nông dân thật á? Nông dân giả hay là nông dân thật? Em mới ra trồng rau sạch để kinh doanh, em đang trồng rau đất cá. Hiện tại em mong muốn tìm được cái đầu ra, ổn định cái thương hiệu cho cái rau. Rồi, cảm ơn. Mời anh. Cô gì có là bà con của xã anh có vấn đề gì không? Có vướng mắc gì không? Bà con của xã anh á. À dạ, à, thì ở xã Tâm Công Nghiệp thì chủ yếu là nuôi tôm. Nuôi chủ yếu. Thì hiện nay thì cái tôm tư phẩm thì đang gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là giá cả. Giống như anh này đúng không? Tám mươi nghìn, 90 nghìn đúng không? Không liên kết. Thì cũng phòng chống bệnh cũng rất là khó đúng không ạ? Xã có gì có phương pháp gì để cái cải tiến không ạ? Thì hiện nay chủ yếu là xã đang hướng là nuôi theo công nghệ là tiên tiến hơn. Ví dụ như là nuôi thì đang trồng cái đại tròn để nổi. Để nổi thì sẽ thuận tiện cho bà con trong cái việc mà
quản lý phòng giọng là quản lý thức ăn rồi vệ sinh. Đây là tiêu chuẩn đấy hả? Đây là tiêu chuẩn đấy ạ? Thì cái tiêu chuẩn đó thì mình nếu mà nói tiêu chuẩn đó thì mình chưa được công nhận. Thì theo tiêu chuẩn thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Mình chưa được công nhận tiêu chuẩn đó thì mình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhưng mà để mà đạt được tiêu chuẩn Việt Gáp thì Việt Nam mình chưa đạt được. Đòi hỏi rất là nhiều yếu tố, cho nên là bà con nông dân chưa đủ điều kiện để công nhận. Khoảng bao nhiêu hộ ạ? Ở xã thì hiện nay thì còn khoảng 60 hộ. Chỗ anh kiểu đấy nhỉ? Dạ. Anh chỗ anh với là kia mà anh này là kia có gần đấy không? Dạ, hai địa bàn khác nhau. Các con sông khác. Khác. Thế là cũng xa nhau đúng không? Bên đây bên hội nông dân Trực Phước thì cũng có thành lập một cái tổ hợp tác. Tổ hợp tác. Tháng thì cũng sự việc tuyên truyền những ví dụ như là độ mặn của nước. Thì có, nhưng mà kia liên kết này còn để cùng theo tiêu chuẩn đầu kia thì chưa có đúng không ạ? Chủ yếu là thành lập tổ thôi đúng không ạ? Và rồi ạ. Và cảm ơn nhiều nhé. Cảm ơn mời anh ạ. Tôi tên là Phạm Văn Thận, ở xã Lý Nhơn huyện Nhà. Thì tôi là cán bộ hội mà gia đình thì cũng có tô này làm muối, nói chung là làm muối nữa. Thì nuôi tôm thậm chí là mua sản xuất muối hạt. Đến đây thì cũng cố gắng học hỏi là hướng dẫn cho bà con rồi. Tại muối và cái thương hiệu muối thì nó cũng chưa có thương hiệu. Rồi cái tôm thì cũng như mấy địa phương khác thôi. Tại bán thì bán chợ tập trung chứ không có xuất khẩu được, mình không liên hệ xuất khẩu được. Chủ yếu là thị trường trong nước. Chợ sống ở Bình Điền. Lên xuống thì tùy theo buổi chợ thôi, nên bắp bên sản xuất được con tôm thì buôn bán thì khó khăn, không có lợi nhuận. Tôi tưởng là cái sản xuất tôm thì để chủ yếu là cho xuất khẩu chứ còn. Bán tôm sống thường thường ở dưới ở gần nhà là đi lên chợ Bình Điền cho buôn bán. Thì chủ yếu là cung cấp cho nội địa. Và thế còn muối thì là kia anh cách làm sao ạ? Cái ấy có một cái ruộng giống như là cái ruộng ô đúng không ạ? Và ruộng băng ra thì khuôn nhỏ thì làm mấy năm nay thì làm muối trải bạc. Thì cái đá cái nền mà kết tinh muối thì trải bạc. Thế cái từ nước mặn mà xâm vô. Dạ. Mà tôi thấy là ở dưới Bến Tre ấy thì lại họ làm muối, nhưng mà bây giờ cái do là cái biến đổi khí hậu mà mùa khô mà lại có mưa, thế cho nên là sắp kia sắp được mà lại cái mưa một cái thì lại cái hỏng hết ấy, thế là không có cái gì để thu nhập được. Ở đây có tình trạng thế không ạ? Có, thì mùa mưa thì mà ở đây thì hiện giờ bà con cũng có xây mấy cái hầm chứa nước chảy. Khi mà trời mưa lúc cái nước mặn nó xuống rồi khi nắng lại cho nên chứ để mưa thì nó pha vô. Đúng rồi, đây là có phủ chè ấy đi ạ. Và hay quá nhé. Thế ở đây là có một cái muốn hỏi một tí là cái ở đây có gọi là loại muối mà là cái muối bay không? Chưa nghe lần nào. Lúc trước có mấy chị có nghiên cứu mấy cái muối kia vừa cái tinh nó làm qua muối gì đó, sản phẩm qua muối là nó còn là khó. Bây giờ thì cái là muối bay á thì lại đây cũng là một cái là sản phẩm phụ của cái là trong quá trình làm muối thôi, nhưng mà nó là cái ấy chất lượng tốt hơn ấy. Thì nếu mà bên anh á mà thách được cái ấy, có thể là cái là hàn đại trà là cái ấy, muối bình thường, nhưng mà muối bay á thì có thể là thêm giá trị được, tại vì nó là cái chất lượng tốt hơn. Thì có gì có anh nghiên cứu cái muối bay một tí để cho nó trao đổi với bà con. Đây em thấy là cái có cơ hội đó. Em muối bay á, muối bay thì cái là có muối nó rồi nhá. Cái là dần dần cái thành muối rồi ấy. Thì lại có là bay gió này, kiểu là gió là bay. Bay thì có một cái gốc của ranh giới này để có
kiểu là bay bay qua đó, thì nó là cái hạt của nó là nhỏ hơn, mà là cái kiểu là tinh tế của nó là cái tốt hơn mà thơm hơn đó. Đây cho nên là muối to thì là cái hơi ướt ướt ấy, thì là giá là rẻ, nhưng mà cái muối bay á thì rất là cao, cũng nhiều ít mà, tại vì cái là một cái ruộng một cái ao như thế là cũng thu được chỉ có một chút chút thôi. Thì họ cũng có nghiên cứu mấy chị kia thì chú nói là qua muối, chắc là cái đó qua muối. À, giống như thế đấy ạ, và gọi khác đúng không ạ? Và thế anh, nhưng mà người ta đánh giá thế nào, có chất lượng tốt không? Tại mấy chị tính chú nghiên cứu là làm thương hiệu. Úp nằm á, thế thì anh phục hồi lại, anh nhắc lại cái. Em nghĩ là như là cái các anh chị đầu bếp giỏi á, thì có thể em sẽ giới thiệu qua sau này. Bên em thì để cách kiểu phối hợp mà liên kết như thế nào để cái gọi là cái xây dựng thương hiệu, hay là có thể là cái phổ biến thông tin ấy, thì nhờ cái đầu bếp cũng rất là hay đó. Thì là muối đấy nó còn có giá trị mà chất lượng ấy, thì lại có thể giới thiệu cho cái các đầu bếp, các nhà đầu bếp giỏi ấy, thì họ đánh giá được mà, và họ sử dụng mà này họ có thể là cái ấy giới thiệu qua ấy, thì đấy đây cũng là một cái tuyên truyền cực kỳ là hiệu quả đấy ạ. Và có gì anh nghiên cứu thêm cái muối đấy đó. Muối tên là gì? Muối các chị hay gọi là muối tên gì ạ? Bên trên là muối gọi là kia là muối bay. Hoa hoa, hoa muối đấy hả? Cũng tên đẹp ấy ha. Đây cảm ơn nhiều đấy ạ. Mời chú. Tôi là Tấn ở hợp tác xã nông nghiệp của xã Dương Đức huyện Nhà Bè. Là chủ trại nấm Nghĩa Dân đang sản xuất chính là nấm bạc ngôi sáng, nấm chi. Thì hôm nay đến đây để tìm hiểu và cũng muốn xây dựng để phát triển thương hiệu, đồng thời nếu mà có chương trình hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để làm chế biến từ mặt hàng nấm hay quá nhỉ. Hợp tác xã của bên chú có bao nhiêu hộ ạ? Bao nhiêu người? Hiện tại thì có 9 thành viên. 9? Mới thành lập đấy nhỉ? Chắc mới. Và khả năng là mở rộng được không ạ? Coi như phương hướng kinh doanh sản xuất tới thì mới định hình vì mới thành lập, cho nên là trong tương lai thì cũng có nhiều cách làm, cho nên là xây dựng thương hiệu và chế biến sản phẩm. Đúng rồi. Nhờ tiếp ứng về khoa học kỹ thuật. Vâng ạ, và cảm ơn chú nhiều ạ. Và đấy, cái gì nè chị, mời chị. Không có ai thoát được đâu nhỉ. Vậy nói vài câu. Bất bình. Xung quanh của nhà chị là có nhiều hộ gia đình nuôi tôm thế không? cũng hàng xóm ấy. Mấy hộ à? Ê, nuôi tôm ở vùng của chị là mới hay là lâu đời? Nuôi nay mười mấy năm rồi. Mười mấy năm, thì cũng là khá lâu lâu một chút. Giống như cái nuôi tôm đấy là bán cho nội địa đúng không ạ? Chứ không chợ thôi. Và rồi ạ, và cảm ơn chị. Anh cũng là nuôi tôm đúng không? Anh tên gì nữa, còn giới thiệu cho các anh chị khác ạ? Không được nhiều, giờ có nước mặn không dễ.
Dạ. Xin lỗi, cái loại giống gì đi nhỉ? Tôm tôm thẻ đúng không ạ? À, à. Giá không lên nè. Mà mọi thứ chi phí thức ăn nồi kia thì lên đúng không ạ? Và mà giá thì không lên. Cái gì cũng như cái gì nó cũng lên. Mà con giống cũng lên. Cũng lên. Tập tập lại không lên. Đã nên vậy đó, mà con giống cũng lên. Bà con nông dân nuôi tôm thì nói chung nó cũng thất bại về cái giá cả của nó. Dạ. Và cũng mà cũng khó khăn đấy nhá. Và cảm ơn nhiều đấy ạ. Mời mời chú. Dạ. Tôi giới thiệu tôi tên Nguyễn Văn Hồng, hội nông dân của xã Hậu Xuân. Bữa nay cán bộ của xã cử đi để tập huấn cái thương hiệu đi về bộ tỉnh Hòa Diêm. Dạ. Mục đích của tôi là đến để lắng nghe các thành viên đến đây để tôi nắm bắt được về phổ biến và cho Hòa Diêm. Dạ. Nhưng mà xã của chú còn sản xuất gì chủ yếu đấy ạ? À, tôi là bây giờ chỉ trồng lan, hoa cảnh là chơi thôi, chứ là một biết vú sữa không còn rất nhiều. Vú sữa? Vú sữa? Phú Xuân. À, huyện Phú Xuân. À, gần 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 kiểu là thị trấn đúng không ạ? Và dạ dạ. Dạ, và dạ. Rồi mời chị. Ý của chị là cái xây dựng thương hiệu cho túi sách bây giờ đang như dạ. À dạ vâng. Mà giờ thì cũng giống như là giờ mình bỏ những cái sạp chứ mình chưa thấy không. Dạ. Tôi đang sống cho mình không có gì. Dạ. Phạt không. Và dạ. Dạ. Và cảm ơn chị nhiều ạ. Và mời mời anh. Dạ, tôi vẫn ở Hiệp Phước. Dạ. Cây lan, hoa lan hả? Dạ. À, hoa lan, hoa cảnh đúng không ạ? Và đã làm hay là đang nghiên cứu để làm? Sẽ dạ, xếp dạ. Sẽ làm. Đang làm. Đang làm. Mới bắt đầu làm. Hả? Có đổ ra nên có kiếm được chưa ạ? Đổ ra thì bây giờ công nghệ cũng không, bây giờ trên mạng chủ yếu là à, mạng trên mạng để bán. Rồi, cảm ơn. Rồi, mời anh. Tên là Trần Văn Tiến, tôi là hộ dân sản xuất nuôi tôm ở xã Cái Đầu của Cần Giờ. Thì quá trình nuôi tôm thì khó khăn người được cải thổ tùy theo cái giá cả. Các chi phí lên nhưng mà lại giá lại thấp, khổ quá nhé. Mà cô liên kết này không? Liên kết với thì còn bán rồi mua rồi thì lúc bán thì lại không hợp tác nữa đấy hả? Nhá, bà con ấy thì cũng rất là hay. Như là tôi làm việc đấy nên Bến Tre ấy, thì giúp cho hộ khó khăn để cái hộ khó khăn ấy là hộ không có tài sản nhiều, không có đất. Thì đây chúng tôi cũng hỗ trợ là xây dựng một cái ngân hàng, gọi là cái ngân hàng vịt, ngân hàng gà, chứ không phải là cho vay tiền.
mà cho mượn con giống để cái khi mà bán thịt thì để trả lại. Tại vì cái hộ nghèo thì cái người ta khó khăn đi thì để nếu mà đưa tiền thì để không có thành công nhiều. Thế cho nên là đưa hiểm vật để cái thêm cả cái kỹ thuật để cái họ nhắc nhở họ là động viên họ là nuôi để cho nó đúng quy trình ấy. Thì để họ là thành công thì để họ là có một chút vốn để phát triển được cái nó dần dần ấy. Thì vẫn có mấy hộ thoát nghèo mà lại phát triển được thì là cái bây giờ mong muốn là kinh doanh lên năn lên hơn ấy thì vẫn là kêu là cái giá cả nó thấp nọ kia. Thế là tôi hỏi là cái thế trong làng thì đây trong ấp mình thì có bao nhiêu hộ tham gia mà bao nhiêu hộ làm. Thế là ngay bên cạnh của cô này này, ngay bên cạnh của cô này cái vừa mới thăm nên là hỏi giá thì là cái vịt xiêm một cân là cái 40.000. Thế còn cô này thì là cái hôm qua mới bán mà hộ kia cũng là mới bán là 40.000. Bên này thì là 38.000. Thì sau này cái hai bên kiểu mà hàng xóm với nhau mà không chia sẻ hay là cái không tham khảo là giá cả trước á. Thế đó, thì cho nên là nhiều khi nhóm của nhà sản xuất có nhiều cái tự xử để làm được á nhưng mà chưa làm. Thế còn nói về thương hiệu thì đấy cũng phải liên kết. Thì cho nên là bây giờ còn cá nhân mà lại không hợp tác với nhau thì đấy không bao giờ là sẽ thành công. Thế cho nên là lát nữa sẽ trao đổi tiếp để cái ví dụ của cái bên Nhật với lại Việt Nam là như thế nào mà hy vọng là giúp được cái gì đó của là nhóm của Tôm á. Và rồi cảm ơn nhiều đấy ạ. Và dạ. Dạ, vâng. Cảm ơn anh ạ. Em mời anh. Tôi cũng lâu ở trong dòng xã Lý Nhơn. Chiêm cây ngày chiêm muối. À. Muối và không cua ở trên đường muối. Nhờ Lý Nhơn có cái đặc thù riêng là 6 tháng đến năm mưa, nó có nắng. À. Muối. Vâng. Khi 6 tháng mưa thì thả cua ở trên đường muối. Nói chung là Lý Nhơn là muối thì cũng muối chạy vào cái tên thì mấy năm trước đó thì nó mình có thì làm muối đất muối ra theo thì trống mình có cái mô hình của các bạn nói chung là cô bác đó là muối cao lãi giá cao riêng về vấn đề mà muối thì hiện nay ở Lý Nhơn chưa có những thế mà cái độ đáng tiếc thành ra nó có bên giá cả khi mình tăng giá rồi về vấn đề mà chắc là khó khăn giao thông vận chuyển dạ. Dạ, rồi cảm ơn nhiều đấy ạ. Có ai chưa nói giới thiệu không nhỉ? Chắc là đầy đủ đi nhỉ. Và rồi ạ, thế thì cũng giới thiệu một chút cái kinh nghiệm của bên Nhật trước ấy nhé. Thì khi mà nói về cái xây dựng thương hiệu ấy, thì chúng ta lưu ý cái gì, để ý cái gì là thí dụ như là cái trường hợp của người Nhật ấy, hay chú trọng mà hàng đầu luôn ấy là chất lượng. Tại vì cái như các anh chị cũng biết ý, hàng Nhật là cái rất nổi tiếng là vì là chất lượng, đúng không ạ? Mà cả thế giới đi đâu cũng là thích hàng hóa của Nhật. Vì sao? Là vì là chất lượng, đúng không ạ? Thế là người ta là cái ấy, người Nhật này cũng chú trọng về cái hàng đầu là cái ấy chất lượng. Và chỉ có duy nhất thí dụ như là sản phẩm này là không có chỗ khác sản xuất được hay là khác với cái sản phẩm khác, chỉ có duy nhất ý, thì đấy mới gọi là cái
dễ bán đúng không ạ? Tại vì cái nó lạ, với là cái đặc thù của nó kiểu như rất là đặc biệt. Thì những gì, điều gì là cái nó đặc biệt nhất ý, thì người Nhật cũng hay tìm ra, xong rồi phát triển cái tiềm năng của nó. Mà còn song song là cái chất lượng tốt ý, thì vì là chất lượng tốt, vì mong muốn là chất lượng tốt ý, vì sao? Là vì là người sản xuất của Nhật là hay nghĩ về người khách hàng, người sử dụng. Vì cho nên là làm sao để cái an toàn, làm sao để cái dễ dùng, làm sao để cái đẹp mà lại cái gọn và lại cái có thể là giá cả hợp lý. Đó. Cái đấy là cái người Nhật rất là truyền thống là như vậy. Cho nên là cái bàn ghế rồi còn điện tử, xe ô tô nào kia thì là độ an toàn của nó, của sản phẩm Nhật hay là dễ dùng, dễ tiếp cận của nó, dễ dùng của sản phẩm Nhật thì đấy, hầu như là cái không có sản phẩm nước khác cũng không theo được. Vì là cái thí dụ như là cái bàn ghế này này, mà bàn này thì đấy rất tốt nữa, tại vì cái chỗ này là cái mài để cho nó mịn hơn đúng không ạ? Mà nhiều khi chỗ này là cái không có mài nơi hình tròn tròn như này, thì đưa vào cái ấy nhà trường thì các em học sinh rất là nguy hiểm đúng không ạ? Mà cái bàn ghế bàn tròn mài như thế thì đấy cái dễ dùng mà an toàn hơn. Thí dụ thế đấy ạ. Thì cho nên là người Nhật bao giờ cũng nghĩ là người sử dụng khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì sao? Người ta dễ dùng không? An toàn cho người ta không? Đó. Thì cho nên là chính vì thế cái kéo đến là cái ấy chất lượng tốt là như vậy đấy ạ. Còn thứ hai thì lại họ hay nghĩ về cái cộng đồng. Thí dụ như là công ty đặt ở cái huyện Cần Giờ này, thì họ bao giờ cũng nghĩ là tất nhiên là cái lợi nhuận của công ty đó phải có, phải lấy làm sao để cái ấy có lợi nhuận để cho nó duy trì hoạt động của công ty thì bao giờ cũng là hàng đầu. Nhưng thứ hai thì bằng cách nào để sản xuất, bằng cách nào để phát triển cái công ty của mình, thì nhiều người cái nhà quản lý giám đốc ấy, thì họ nghĩ rằng là cộng đồng xung quanh. Tại vì sao? Thí dụ như là cái mình công ty mình cố gắng để phát triển thì tạo công ăn việc làm cho địa phương đúng không ạ? Mà không phải là đi đâu xa thì cái mời họ nó về công ty xa xa để làm việc đâu. Thì cho nên là đây cũng là một cái gọi là cái gốc phần là cái phát triển kinh tế địa phương mà cùng nhau phát triển. Hiểu ý không ạ? Đó. Còn thứ hai thì lại bây giờ là các công ty từ xưa đến giờ á, là chủ yếu là cái họ nó quan tâm đến môi trường. Nói thì nói nhưng mà một thời gian ấy, trong quá trình phát triển kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai ấy, thì lại nhiều công ty Nhật cũng là chạy vì lợi nhuận rất nhiều và kệ là kiểu môi trường. Để cho nên là nhiều cái vấn đề như là hôm nay ngày hôm qua ấy, Hà Nội cũng đưa tin kiểu của nhà nước á, là họ nói rằng là cái ấy, không khí bị ô nhiễm đúng không ạ? Rất là nghiêm trọng. Có nghe chưa ạ? Có đúng không ạ? Và thì này cực kỳ là nguy hiểm. Nhật cũng có một thời gian thời cái năm 1960-70 là có bị như thế đấy ạ, ô nhiễm môi trường. Thì trải qua cái thời gian đó thì này nhà nước có cả cái các công ty cũng là tạo một cái gọi là cái quy định pháp luật để bảo vệ môi trường chặt chẽ hơn. Bây giờ thì các công ty sử dụng nước để sử dụng sao, cái khi mà thải ra thì phải có nó hệ thống, không có qua hệ thống thì không được thả. Và nếu mà công ty nào mà vi phạm thì người ta bị phạt rất là nặng. Thì cho nên là cũng có cái yếu tố của môi trường nữa, bảo vệ môi trường. Mà bây giờ ấy thì nói thêm là xu thế của thế giới á, họ quan tâm đến môi trường lắm. Để cho nên là công ty nào mà không quan tâm đến bảo vệ môi trường thì họ sẽ không mua,
không mua sản phẩm của công ty đó. Hiểu ý không ạ? Đó. Còn giáo dục nữa, kinh doanh và giáo dục có vẻ cái ấy nghe đầu tiên thì đấy cái là không liên quan, nhưng mà rất liên quan. Đó. Tại vì gì? Đào tạo thế hệ trẻ sao á, trẻ tương lai thì lại cũng cần để gì đấy ạ? Đào tạo cái người tiêu dùng tương lai để họ ưa thích sản phẩm của công ty mình. Đây cũng là một cái chiến lược của công ty rất là quan trọng. Và thứ hai thì nếu mà sản xuất sản phẩm mà là cái duy nhất ấy, mà ông Day One ấy, thì lại bao giờ cũng là dựa trên truyền thống hay là cái giống hay là có bối cảnh nào đó đặc biệt của địa phương thì mới ra được cái nên chỉ có duy nhất sản phẩm duy nhất ấy. Thì địa phương đó thì mới giữ được cái đặc trưng, địa phương đó thì mới có sản xuất được cái sản phẩm đó. Đó. Thì cho nên là khi mà các cái doanh nghiệp mà phát triển các sản phẩm địa phương á, thì bao giờ cũng nghĩ là về giáo dục để làm sao để hợp tác với các nhà trường để có thể là nông sản, giới thiệu món truyền thống cho các em học sinh, để các em học sinh ưa thích cái món của địa phương, sau đó trong tương lai là mua sản phẩm của công ty đó. Thí dụ như là muối cũng vậy, hay là tôm cũng vậy này. Đó. Hay là nấm cũng được. Đấy, tức là địa phương có sản xuất gì mà là khác biệt với cái sản xuất sản phẩm khác ấy, địa phương khác ấy, thì đó là cái nó thành cái truyền thống của địa phương. Mà giữ truyền thống đấy hay là giữ cái nét đấy thì phải có đào tạo cái lớp trẻ. Đó. Thì cho nên là cái giáo dục rồi công mật văn hóa nọ kia thì cả môi trường nữa thì đấy cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta nghĩ về cái phát triển kinh doanh, chứ không phải là không tách biệt được. Còn thứ ba ấy thì đấy liên quan đến là cộng đồng á, thì bây giờ nhiều cái cộng đồng người châu Âu á, kể cả là thị trường Nhật cũng cả Mỹ nữa, các công ty mà thuê cái lao động tuổi trẻ, như là cái 9 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi các em ấy, thì không mua sản phẩm nữa. Nhất này là thí dụ như là cà phê, rồi còn cái cacao, rồi nọ kia đấy. Bây giờ một số công ty lớn của thế giới, thương hiệu thế giới đó, như là Starbucks hay là cái cacao của cái Nestle nọ kia đó, thì lại họ nó bị phê bình. Là vì là cái trong trang trại sản xuất của cacao hay là sản xuất của cà phê ấy, thì lại thuê người trẻ, lao động trẻ. Đó. Cái đấy thì không được. Thí dụ như là trà, lá cái cây trẻ của cái Ấn Độ hay là cái bên Sri Lanka, nếu mà có vốn của nước ngoài vào mà người ta đầu tư ấy, thì lại cũng bây giờ kiểm tra chặt chẽ đấy ạ. Mà nếu mà có công ty nào mà thuê lao động trẻ thì lại người tiêu dùng chắc chắn là sẽ là không mua. Mặc dù rẻ hay là mặc dù chất lượng tốt nhưng mà người ta nói về cái đạo đức đấy ạ. Hiểu ý không ạ? Đó. Thì cái đấy là một cái yếu tố mà bây giờ tình hình chung của thế giới là như vậy. Thì cho nên là các doanh nghiệp mà hay là cái khởi nghiệp ấy thì đấy cũng phải chú trọng về cái nhiều mặt khác nhau, không chỉ là cái tăng lợi nhuận như thế nào hay là cái kiếm lợi nhuận hay là cái kiếm phát triển kinh doanh như thế nào ấy. Thì đấy không thể tách khỏi được cái mấy cái yếu tố đấy đấy ạ. Rồi thế thì bằng cách nào? Ở bên Nhật ý, thì lại rõ ràng các công ty hay là các nhà sản xuất là có rõ ràng là cái quan điểm, có cả có mục tiêu của sản phẩm hay là sản xuất ý, của công ty đó hay là hợp tác xã đó hay là cái nhóm đó hay là cái cá nhân đó rất rõ ràng. Thì cho nên là thể hiện cái đấy, thể hiện trong cái sản phẩm này. Đó, để cho nên là chỉ có mong muốn là bán hàng thôi thì để người ta không hấp dẫn. Hiểu ý không ạ? Phải có nó kèm theo là cái câu chuyện của sản phẩm. Hiểu ý không ạ? Đó, thí dụ như là nấm linh chi, các bạn trẻ cùng sản xuất. Mà trong quá trình làm việc thì này cũng là vất vả đúng không ạ? Mà xây dựng thương hiệu như thế nào cũng rất là vất vả. Mà các bạn sẽ là cái để ý về cái cách sản xuất như thế nào khác biệt với cái sản phẩm khác ấy, thì có thể là đã vừa làm nhưng mà vừa xây dựng là cái câu chuyện để làm cảm động cho cái người khác,
để người ta ấn tượng mà người ta mong muốn mua. Hiểu ý không ạ? Ngon nè, rẻ nè, là chuyện bình thường, đúng không ạ? Không thể nhấn mạnh được mà mail là mà cái hữu cơ an toàn cũng là bình thường, đúng không ạ? Tại vì cái thực phẩm mà đấy không an toàn là sao? Ăn để cho nó chết đấy hả? Không được. Thế cho nên là cái nên phải có hữu cơ, phải ăn ngon. An toàn thì lại không nói, không cần nhấn mạnh, tại vì cái nên thực phẩm là đương nhiên là phải an toàn. Nhưng mà phải có ngon, phải có cái gì đó, câu chuyện của nông dân. Thí dụ như là cái nông dân của chúng tôi đang hỗ trợ tại Bến Tre, họ cũng có trải qua cái nhiều kinh nghiệm. Họ đã là sử dụng hóa chất nhiều, thì để bản thân họ cũng là bị ung thư hay là bị bệnh. Sau đó thì để mong muốn thoát cái đấy thì gặp được cái dự án của mình. Là mong muốn là làm hữu cơ để cho nó bảo vệ sức khỏe của gia đình, bản thân mình trước đã. Xong rồi thì họ nghĩ tới là sức khỏe của cái người tiêu dùng nữa. Mà hôm nữa là gì? Bây giờ ấy, thì để quan sát nó vườn có nhiều côn trùng, có nhiều cái sâu hại, có nhiều thiên địch nữa, thì để họ cũng rất là quý chúng nó. Trước đây là phải có thấy sâu là cái nó phải giết nó, đúng không ạ? Phải xịt để cho nó giết. Nhưng mà bây giờ thì để cái thương nó mà cái nó làm sao để cái nó chạy cái hệ sinh thái nó tốt, bảo tồn nó, cái nó bảo vệ sinh thái nó tốt để cho nó hài hòa với nhau. Thế cho nên là con người kiểu như là cái thay đổi như thế đó. Đây cũng là một cái câu chuyện chia sẻ cho người tiêu dùng. Họ rất là thích, họ rất là tin, họ rất là cái mong muốn nó mua sản phẩm của nhóm này này. Đúng không hả các chị? Người tiêu dùng thấy không? Đúng không? Cảm động không ạ? Và nói chung là cái nó phải có câu chuyện. Thế còn không có cái gì, cái quan điểm rõ ràng mình tại sao sản xuất sản phẩm này. Đó. Tất nhiên là phải có kiếm tiền đó. Mail không nói là cái nào không được là kiếm tiền, phải có kiếm tiền thì mới phát triển kinh doanh được. Nhưng mà phải có, ở Việt Nam thì cái nào hay có cái nhắm mạnh về cái tiền bạc quá. Đó. Bây giờ thì đấy cái phải chuyển sang phải rõ ràng tại sao mình mong muốn là sản xuất sản phẩm này. Tại sao, thí dụ như là nhà sản xuất ý, tại sao mình bắt đầu kiểu như là nghĩ tới là phát triển cái ngành này, hay là ngành sản phẩm này này, hay là sản phẩm này này. Thì phải nói rõ nó kiểu câu chuyện nó kể cho người tiêu dùng. Đó. Thế cho nên là các anh chị khi mà có dịp mà đi Sài Gòn, trung tâm Sài Gòn, hay là có dịp đi cái nước ngoài, có thể chịu khó mà vào siêu thị mà xem cái mặt sao của, có thể là cái nó mà học đọc được ở tiếng Anh thì đấy, nhiều sản phẩm người ta kể câu chuyện tại sao cái làm ra sản phẩm này, đặc trưng của nó là ra sao, cộng đồng cái sản xuất đấy là cái như thế nào, bảo vệ rừng, bảo vệ cái ong, bảo vệ cái nổ kia đó, thì họ nói đó. Thì là cái người tiêu dùng cũng quan tâm cơ đó. Người Việt Nam, người tiêu dùng của Việt Nam cũng không kém gì, họ cũng quan tâm là. Để cho nên là, mà bây giờ thị trường của Việt Nam rất ít hàng mà có câu chuyện. Có câu chuyện đấy, nhưng mà này, chính nhà sản xuất là không chú trọng về cái việc đó để chia sẻ cho người tiêu dùng. Thí dụ như là cái một số cậu chị anh em của cái chương trình của trung tâm BSC tham gia khởi nghiệp á, như là cái có một cậu ở Đồng Tháp mà nuôi con ong tại cái rừng của cái gì nhỉ, vườn quốc gia rừng tràm ấy, đúng không nhỉ? Thì đây câu chuyện của cậu ấy cũng rất là hay. Mà nhưng mà cậu đấy là cũng chưa quảng bá câu chuyện đó, chỉ có gặp cậu ấy thì mới nói đó. Nên cho nên là mai mốt ý, kiểu như là xây dựng thương hiệu hay là có thể nhắm mắt bao bì á, thì để có thể là cái chia sẻ câu chuyện của mình, nên tại sao mà sản xuất cái sản phẩm này, trong quá trình sản xuất thì để có khó khăn gì, nhưng mà thoát như thế nào đó, có thể chia sẻ cho người tiêu dùng. Đây cũng là một cái quan trọng mà người tiêu dùng cũng mong muốn biết đấy ạ.
Có cả cái thứ ba ấy, thì lại mong muốn nhấn mạnh là cái người Nhật là hay làm sản xuất cái sản phẩm đấy, nhưng mà dựa trên cái thế mạnh của địa phương. Thí dụ như là cái mỗi một địa phương là có một cái đặc trưng của nó. Thí dụ như là cái cảnh cũng được này, hay là giống cũng được này, hay là công người, hay là nghề, nghề truyền thống cũng được đấy ạ. Bất kỳ cái gì cũng có kiểu đặc trưng của cái địa phương đó. Dựa trên cái tiềm năng đấy, hay là cái vốn sẵn rồi thì để phát triển cái đấy, thông qua cái làm ra sản phẩm nào đó. Thì cho nên là bao giờ cũng là chú trọng về cái cộng đồng, ban xứ ở đó. Đây cũng là cái này là cái ở châu Âu cũng là người ta đương nhiên là làm. Thí dụ như là bên Ý hay là bên Pháp ấy, bây giờ các anh chị chắc tham gia tập huấn nhiều lần rồi thì cũng đã nghe là chỉ dẫn địa lý không ạ? Có một số anh chị thì biết rồi nha, chỉ dẫn địa lý là cái sản phẩm này sản xuất ở đâu đó. Mà còn ở châu Âu thì còn đây là cái chỉ dẫn địa lý này là cái mà cấp thấp mà là cái khu vực nào đó để sản xuất sản phẩm riêng. Thí dụ như là cái Ấn Độ thì lại có nó vùng Darjeeling, là Darjeeling là cái nơi sản xuất trà đen á rất nổi tiếng cả thế giới. Thì đấy, khu vực kiểu đồi núi của cái Darjeeling chỉ có một cái khu vực diện tích nhất định thôi. Sản xuất chè tại vùng đó thì mới được gọi là chè Darjeeling. Hiểu ý không ạ? Đấy, thế gọi là cái chỉ dẫn địa lý là như vậy để cho nó xác định rõ ràng là ở đây thì Việt Nam thì hơi chưa được chặt chẽ lắm. Thí dụ như là cái gà ác của Hư Mông mà này chuyển vào miền Nam mà còn nuôi tại cái các tỉnh miền Tây vẫn gọi là cái gà ác Hư Mông, nhưng mà người Hư Mông nuôi đâu mà, đúng không? Người Kinh nuôi này, đúng không ạ? Thế nói về cái chỉ dẫn địa lý rồi còn bối cảnh cái văn hóa nào kia thì lại mất hết rồi, chỉ có nó giống cũng là nhiều khi là cái lai, đúng không ạ? Mà gà ác thì là cái xương cũng là đen luôn, nhưng mà nhiều khi lai thì là cái không đen nữa. Thế đó, như thế thì lại xây dựng thương hiệu rất là khó, hiểu không ạ? Đó, để cho nên là cái đấy cũng là một cái một điều là mail cũng mong muốn là nhấn mạnh một chút ý. Còn có thể là cái các anh chị cũng chú trọng về cái truyền thống kết hợp cả công nghệ mới hay là kiến thức mới để làm ra sản phẩm mới, tức là giữ truyền thống. Thì nhiều khi truyền thống cũng hay, nhưng mà không phù hợp với cái điều kiện của bây giờ thì là chúng ta bắt buộc phải gì đấy ạ? Phải thay đổi. Thí dụ như là cái cây nó không biết là có biết có mật cậu ở Đồng Tháp á, lại Đồng Tháp nữa, mà cậu này là cái sử dụng lá sen ấy, hoa sen á, với này hoa sen để làm ra sản phẩm rất nhiều mà làm đẹp lắm, như nào là cái nón này với lại cái trang trí nổ kia, vẽ hình nổ kia đấy, rất là sáng tạo nó hay. Mà làm ra sản phẩm mới đó thì để truyền thống của Đồng Tháp là cái hoa sen, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ có truyền thống là chỉ có ngắm hoa thôi hay là ăn thôi đi chứ, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ sử dụng cái hoa sen đấy hay là lá sen đấy là thành ra cái sản phẩm mới. Nói thì dễ nhưng mà cái đấy thì phải có kiến thức, có cả cái công nghệ mới thì mới làm ra được đấy ạ. Thì cho nên là kết hợp truyền thống nhưng mà phải có kiến thức công nghệ mới để cho nó làm ra sản phẩm mới đấy ạ. Ý là cái vẫn là chú trọng, vẫn là cái tôn trọng là truyền thống của địa phương đó. Đây cũng là một cái đặc trưng, đặc điểm của sản phẩm đấy và có thể thêm giá trị được nữa. Còn cuối cùng là phải kiểu gì kiểu là kia liên kết với nhau thì mới xây dựng thương hiệu nào kia thành công được đấy ạ. Mà bây giờ còn cá nhân mỗi một mình thì lại làm được ra cái chỉ có công việc một chút thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta sẽ liên kết với nhau như là cái nhà sản xuất này, nhà thương lái này,
nhà bán hàng tiêu thụ này, có cả cái chính quyền nữa, thì đây có thể là nó làm được nhiều cái đấy ạ, hơn nữa mà cái kéo gọi được cái nhiều nhà sản xuất nữa đấy ạ. Thì cho nên là cái đấy thì mong muốn là các anh chị có mặt ở đây thì nhắc nhở với đại kia có thể bàn với nhau trong cái cộng đồng của các anh chị. Rồi, thế ví dụ nha, ông Nagasawa là một ông nông dân hữu cơ, sản xuất nông sản hữu cơ tại Nhật, mà Kyoto là cố đô của Nhật. Mà ông ấy là nhà nông dân, nhà sản xuất, tức là nông dân nên nông hộ ấy, thế hệ thứ 17, hiểu không ạ? Là hơn gần 500 năm lịch sử nhà này. Làm nghề chỉ có nghề nông nghiệp á, sản xuất lúa rồi còn sản xuất dao. Mà ông này là Kyoto là cái cực kỳ là có lịch sử lâu đời rồi. Thì này ông ấy là vẫn giữ được cái nhiều loại giống bản địa của Kyoto. Mà bây giờ trên thị trường không có. Tại vì ông ấy này là cái công trường, tức là anh hai á, thì là phải theo cái phong tục tập quán của Nhật thì ông ấy là phải giữ nhà, giữ truyền thống của nhà. Chính vì thế các loại giống mà hạt giống mà quý á, tại vì ngày xưa làm gì có bán giống đúng không ạ? Bây giờ con ra siêu thị chợ thì để bao la, nhưng mà ngày xưa thì chỉ có nông dân giữ thôi. Thế này giống mà giữ giống này là phải việc hàng đầu, còn cực kỳ quan trọng. Thì ông ấy giữ mà đến bây giờ cũng chục loại là rau củ quả truyền thống của Kyoto á, ngày xưa đó thì ông ấy giữ. Ông ấy cũng là một người nông dân bị ốm do là cái hóa chất. Ông bố của ông ấy là sử dụng cái hóa chất rất nhiều, nói chung là canh tác nó thông thường thôi. Mà ông ấy sau khi hết đại học quay lại nhà của mình để giúp bố để kế thừa cái nghề của cái nhà mình, thì xịt thuốc cái cây cà tím á, còn cao cao thế này rồi, xịt thế, ông ấy ngắt hai lần. Ngắt một lần thì bác sĩ nói rằng là đừng cái phun thuốc, nếu mà không phun thuốc nữa, không phun thuốc được á thì lại thôi bỏ nghề đi. Sau đó ông ấy vẫn tiếp tục làm, thì lại ngắt hai lần tại chỗ cái nó vườn ấy, lại cấp cứu nó đi bệnh viện. Bác sĩ bảo là thôi, anh còn tiếp tục làm thì anh sẽ chết, để cho nên là không làm nghề nhà nông nữa. Thì ông ấy suy nghĩ, ông ấy bảo là sau này cái ý tôi thì lại sản xuất rau là thực phẩm cho người tiêu dùng cộng đồng mà người ta ăn mà lại cái tại sao mà tôi mà chết trong quá trình sản xuất ấy đó. Thế cho nên là phương pháp như này thì lại không được khả thi, thế cho nên là tôi phải nghĩ ra cách khác mà không sử dụng cái ấy hóa chất để sản xuất cái rau an toàn cho cả người tiêu dùng, cả bản thân mình nữa. Thế sau đó ông ấy kia tò mò, kiểu ông ấy tìm kiếm các tài liệu về nông nghiệp hữu cơ, mất 10 năm ông ấy đã thành công. Và 10 năm đó, trong 10 năm đó thì ông ấy chịu khó mà nghiên cứu về cái đất đai, làm sao để cái ấy làm đất tốt để cho nó sản xuất được cái nhiều loại rau mà ngon. Thế thì ông ấy đã thành công. Ông Nasa là cái bên phải này, anh Tukna là cái bên trái này. Ông ấy mập mà cái đeo kính á. Ông ấy là cái đầu bếp mà hàng đầu nhất nhì của cái bên Kyoto, và nhà hàng đó là cực kỳ là cái nổi tiếng. Mà ông ấy tìm thấy rau củ quả của ông Nagasawa, đến tận nhà xin ông Nagasawa để bán cho người ta, hiểu không ạ? Ở Việt Nam á, nông dân là nhờ người thương lái để bán đúng không ạ? Ông Nagasawa là ngược lại, người tiêu dùng, người ăn á, người chế biến á,
xin ông ấy để bán cho tôi. Hoàn toàn là khác ấy nha. Nha. Mà ba quả của cái cà tím kia kìa là 350 yên, tương tự như là 3 đô, nó gần 4 đô, 3 đô rưỡi. Thì tương tự như là cái là gần 70.000 đúng không ạ? Ba quả cà tím mà 70.000 có dám mua không? 70.000 thì là cái không biết là mà bao nhiêu ký cà tím được ấy nhỉ? Chắc là bây giờ cũng là 2-3 ký này đúng không ạ? Và hay là ông ấy là như vậy đó. Thì xây dựng thương hiệu là gì? Xây dựng thương hiệu là thứ nhất ý, ông ấy là giữ truyền thống mà sản xuất là kia là các loại rau củ quả của Kyoto, không có vùng khác là không thể có được. Đấy là một. Thứ hai là làm nông nghiệp hữu cơ, kiến thức mới và có thể nghiên cứu về cái đất đai phân tùy theo loại rau củ quả khác nhau. Tại vì cái mỗi một loại rau củ quả là cái ăn dinh dưỡng khác. Thế cho nên là ông ấy nghiên cứu cái đấy để cái bốn phân, bốn lốt thì là cái chum nhưng mà bốn thúc thì thay đổi. Còn thứ ba ấy thì liên kết nhau. Vì là có chất lượng thì kéo được nhiều đầu bếp giỏi. Kéo được cả cái ở dưới này là cái Takashimaya này này. Takashimaya này các anh chị có nghe chưa ạ? Ở Sài Gòn cũng có một cái cửa hàng siêu thị cao cấp ạ, của Nhật ý. Thì này mà ở cái chỗ Nguyễn Huệ, cái gì nhỉ? Nguyễn Huệ nhỉ? Lê Lợi là kia là Times Square chứ nhỉ? Đúng rồi nhỉ? Đối diện. Thế đó thì công ty mẹ của người ta đấy ạ. Là bây giờ bắt đầu bán rau của cái ông này. Mà đặc biệt ý, ông ấy là một mình ông ấy là cái thành công để cái ngồi không đâu. Ông ấy là đào tạo thế hệ sau. Bây giờ còn khoảng 20 mấy nông dân trẻ theo đuổi là ông ấy, mà ông ấy đào tạo. Và hôm nữa là tại vì cái nơi làm nông nghiệp hữu cơ đổ ra giống như cái các anh chia sẻ nuôi tôm mà đổ ra rất là khó đấy, thì lại ở bên Nhật cũng là y hệt như thế thôi. Thì ông Nasawa là cố đổ mới rồi, thì lại ông bảo lãnh là chất lượng, tại vì cái ông ấy trực tiếp anh chỉ đạo để cái hương dẫn mà, thì lại tháng nào cũng có họp 20 mấy em với lại cái ông này. Đến mỗi một em là kia nó có mỗi một anh chị là có mang ra cái sản phẩm của người ta, ông này kia nếm thử mà lại kia nếu mà đạt thì lại kia kết nối cho cái thị trường của ông ấy. Đã một ba quả cà tím mà lại cái 70.000 đó. Còn nếu mà chưa được thì lại động viên mà lại cái ấy tư vấn là cái cải tiến nó như thế nào để cái em đó là sẽ tháng sau là sẽ có nó cái hiệu quả hơn và sớm để cái nó có tiếp cận được cái thị trường cao cấp của Nhật Bản, hiểu không ạ? Nha. Mà nhưng mà nói là cái tuy nhiên ý, thì nông dân thành công hữu cơ mà thành công như ông Nagasawa là chắc cái là ít lắm, tại vì cái chất lượng làm chất lượng giỏi như thế thì lại cực kỳ là hiếm. Mà đây là cái ông Nasa là coi như là cái thầy của Mayo. Thế là mỗi lần về Kyoto là Mayo phải về cái vườn của ông ấy để mà cũng là được cái ấy tư vấn giúp đỡ. Mà mời ông ấy sang Việt Nam 2 lần, một lần là đi Hòa Bình, một lần là đi Bến Tre, mà cũng ghé qua phiên chợ xanh tử tế một lần để còn cũng chia sẻ một chút. Thế thì đây là cái một cái là ví dụ đấy nhá, để các anh chị tham khảo. Còn thứ hai, các anh chị có biết là cái rượu sake của Nhật không? Nghe chưa? Nghe rồi, uống thử chưa? Chưa. Có người có người chưa, đúng không ạ? Nó làm từ cái gì biết không ạ? Rượu sake nguyên liệu của nó gạo, đúng không ạ? Và giống như rượu nếp của mình, đúng không ạ? Với đây cái lên men đó đó thì công ty tên là cái Aramasa là một cái công ty sản xuất rượu
khoảng độ gần 170 năm lịch sử. 170 năm thì là cái bên Nhật này là cái nó còn trẻ. Còn công ty lâu đời nhất ấy là 1200 năm tuổi. Bây giờ vẫn còn. Còn một số công ty khác người ta là cái 500 năm tuổi thì là cái chuyện bình thường. Thế thì mà công ty này á thì cái mà đặc trưng của nó là phục hồi lại cách nấu rượu sake truyền thống. Nhật cũng giống như là cái thị trường khác ạ. Người ta cũng theo đuổi kiểu chạy theo cái tiền. Cũng có đi chứ, không phải là không. Nhưng mà một thời gian chạy theo tiền, lợi nhuận quá ấy, thì lại không, kinh doanh là không thành công. Vì sao? Tại vì cái người tiêu dùng đã thay đổi rồi. Họ không mong muốn là cái mà sản phẩm đại trà, cái mà không ngon ấy, thì là không thích. Thì này công ty này là bây giờ anh giám đốc là cái 35 tuổi, là đời cái thứ 7 của cái giám đốc thứ 7 của cái công ty này. Thì anh này là cũng là đi làm ở công ty khác, ra Tokyo để làm việc ở chỗ khác. Sau đó nó quay lại nhà mình để kế thừa cái công ty này. Thì anh đầu tiên làm là hoàn toàn thay đổi cái cách nấu rượu, làm rượu từ cái hiện đại sang truyền thống. Thứ nhất là không sử dụng chất bảo quản, chất phủ da. Thứ hai thì lại không có kiểu phương pháp mà lên men nhanh để nấu rượu liên tục mà lại cái nhanh được á. Cái đấy là ở Việt Nam cũng có đi chứ, đúng không ạ? Mà bây giờ đang phổ biến. Nhật cũng phổ biến, nhưng mà bây giờ công ty này là cái nó hoàn toàn là cái đi ngược lại, là phương pháp mà truyền thống mà để cho cái men lên men cái tự nhiên, lên men tự nhiên mà lại cái lên men mà lại cái là men mà lại cái cũng là truyền thống của địa phương đó, chứ không phải là cái F1, F2, F3 nữa đó. Thế thì lên men, men địa phương tên là số 6. Để cho nên là men số 6 thì là cái chai rượu đấy là số 6 là như vậy. Ý của nó là cái lên men riêng cái số 6 đặc trưng của địa phương đó, thì là tên của sản phẩm đó là number 6, là cái số 6 đó. Ý của nó là thế đó. Để cho nên là cái mail cũng lúc nãy nói rằng là câu chuyện của sản phẩm đấy cũng là câu chuyện này, đúng không ạ? Chứ không phải là làm ra sản phẩm để bán ào ào ở đâu. Phải có cái nghiên cứu này, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về cái giống, nghiên cứu về phương pháp, mà thấy, phát hiện ra, tìm ra cái cách làm cho nó có phù hợp, cho nó cái ấy đặc trưng. Mà đặc biệt là cái giám đốc hay là đứng đầu của cái tổ chức đó hay là công ty đó là mong muốn làm hơn đấy. Mặc dù là nhiều người gọi là cái cô này là cái thầy, cô này là cái chú này là điên. Điên cũng không sao, đúng không ạ? Vẫn cứ làm đó. Thì bây giờ rượu này là cách bán hàng cũng rất là hay. Anh kia giám đốc trẻ này á, giữ cái 87 cửa hàng cả toàn quốc là Nhật. 87 cửa hàng ấy là đã lâu đời, từ cái ông thế hệ ông hay là ông ngoại nào kia đấy, kiểu thế hệ trước á, đã hợp tác với nhau để cung cấp rượu của công ty này để bán giúp 87 cửa hàng, không tăng không giảm, mà online không bán, sản xuất thế nào thì để cung cấp cho 87 cửa hàng thôi. Mà bên cạnh đó bây giờ là có châu Âu, có Đan Mạch, có một cái nhà hàng cực kỳ nổi tiếng tên là Noma, là đầu bếp trưởng của cái nhà hàng đấy rất thích cái rượu sake của chỗ Alamasa này, này. Mà vì là cái chất lượng tốt mà men thì còn sống, để cho nên là công ty Alamasa yêu cầu là phải vận chuyển bất kỳ đi đâu ấy cũng phải giữ cái nhiệt độ khoảng 10 đến 15 độ, giữ lại đâu 8 đến 15 độ chứ, xin lỗi, mà giữ lại, để cho nên là container cũng phải mát. Phải mà chuyển sang nước ngoài thì phải máy bay thì mới được. Nhưng mà vẫn là
nhiều nhà hàng hàng đầu của cái các nước của châu Âu ấy thì để kéo nhau để cái đến tìm để mua đấy ạ. Một chai của nó cũng giá cả mua tại Nhật ấy không phải là quá cao, khoảng là một chai là 720 ml, theo đơn vị truyền thống của Nhật ấy 720 ml là khoảng độ chưa đủ cả 20 đô, 400.000. Rẻ hay là cao? Với cái câu chuyện mà Mayo nói nhé, họ làm thế đó mà lại 20 đô bán đấy, không cao. Mà giữ cái quan hệ làm ăn truyền thống lâu đời ngày xưa. Bây giờ nếu mà cái có người cái nó mong muốn phát triển hơn nữa thì lại mở man kiểu mở cái online nào kia để bán ra nhiều hơn đi chứ, đúng không ạ? Nhưng mà như thế thì đấy, công ty này biết được là không giữ được chất lượng. Mà lấy gạo á, gạo thì đấy hợp tác với cái nông dân địa phương đó, tỉnh Akita. Mà chính quyền địa phương, có cả cái nhóm nông dân ấy hợp tác với nhau. Chủ yếu á, thì ở Việt Nam phổ biến, kể cả bên Nhật cũng phổ biến, là người ta mua, khi mà mua là mua theo cân đi chứ, đúng không ạ? Bao nhiêu cân tôm, bao nhiêu cân xoài, bao nhiêu cân cái muối, đúng không ạ? Nhưng mà không, công ty này là theo diện tích. Thế cho nên là gom lại, dù sao kiểu như là năm nay là cái nó mất mùa một chút, vẫn là cái nông dân là cái thu nhập ổn định. Hiểu ý không ạ? Cái nào thích hơn? Theo diện tích hay là theo cân? Cái nào có lợi cho nông dân đấy ạ? Diện tích, đúng không ạ? Và là công ty này là như vậy. Tại sao làm như vậy? Là vì là mong muốn là bảo vệ môi trường. Tại vì hợp tác với nông dân, đề nghị nông dân á, là sản xuất nó không sử dụng hóa chất, không có gì kiểu hữu cơ gì cả. Nhưng mà hai điều kiện, một là sử dụng giống bản địa, của là giống địa phương. Giống địa phương là cực kỳ là phù hợp với cái khí hậu, điều kiện của địa phương đó, để cho nên là chịu được cái sâu bệnh nó kia rất là tốt, mà hương vị rất là ngon. Để cho nên là cái công ty này đề nghị nhóm nông dân là sử dụng một số loại giống bản địa. Thứ hai là phương pháp mà canh tác là không được phép mà sử dụng hóa chất. Để làm gì? Để là cái nó bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng cũng là một chuyện, nhưng mà bảo vệ môi trường của xung quanh đấy ạ. Bây giờ thì công ty này trụ sở chính của họ là ở thành phố Akita, nhưng mà họ mong muốn chuyển về cái vùng sản xuất để xây một cái bảo tàng về cái rượu sake, bảo tàng về cái men sô sáo là như thế nào vân vân ấy, để giới thiệu. Mà hơn nữa là kéo người khách, kiểu khách của cái du lịch nào kia về địa phương đó để phát triển dịch vụ, đúng không ạ? Hiểu ý không ạ? Thế cho nên là cái hợp tác, cái liên kết là có nhiều hiệu quả hơn và có lợi cho cả địa phương kia nữa. Kinh doanh phải cái thế. Mà câu chuyện như thế mới kể là các anh chị thấy là hấp dẫn không ạ? Hay chứ, đúng không ạ? Vâng, chính vì thế nên nhiều người tiêu dùng là thích này. Mayu may quá là bạn của Mayu là cái bạn của giám đốc này, để cho nên là kiếm rượu nó cũng dễ. Thế nhưng mà mấy lần về Nhật thì này cũng xin gặp cái anh giám đốc này, nhưng mà anh ấy bận khi đi công tác ở châu Âu hay là đi công tác ở tỉnh khác thì không chưa gặp được cái gặp mặt để cái nói chuyện. Nhưng mà nói chung là cái rất là mê, mà bản thân mình là rất là mê về cái cách suy nghĩ và cách làm của công ty này, rất là hay. Đây còn cái này là cái một loại gọi là đồ ngọt của Nhật truyền thống, tên là yokan, là chỉ có đường với lại đậu đỗ đen thôi. Đây là món rất truyền thống mà mấy nghìn năm, 1.000 năm, 2.000 năm của Nhật ý, từ xưa đến giờ nên bây giờ phổ biến này nè. Công ty này kia là khoảng 480 năm, tức là kể từ cái khi mà thành lập công ty đấy ạ, thành lập nhà này này, thì tên là Toraya. Khi mà các anh chị có dịp mà sang Nhật ý,
thì Sambay có, Sambay có bán, có thể là cái siêu thị kiểu bách hoa kiểu cao cấp như là Takashimaya thì chỗ nào cũng có bán cái yokan này đấy ạ. Thì cái này cũng là cực kỳ là truyền thống, mà công thức của nó là cực kỳ là đơn giản thôi. Nhưng mà các anh chị nghĩ xem, 480 năm duy trì được cái kinh doanh này này. Mà bây giờ ấy thì để người Pháp rất là cái thích, thế cho nên là cố trụ sở ở châu Âu tại Paris luôn, mà bán tại Pháp nữa cơ. Đó, tại sao bí quyết mà lại hộ giữ được cái truyền thống này, giữ được cái kinh doanh này là các anh chị nghĩ xem. Thứ nhất ý, giữ chất lượng nha. Nào là biến đổi khí hậu, nào là cái giống bản địa cũng thay đổi dần, chất đất nó cũng thay đổi dần dần ý, nhưng mà vẫn duy trì được là cái hương vị truyền thống của nó. Mà ba đời, thí dụ như là ông bà ăn, cho con cháu mình ăn, con cháu mình ăn sau này cũng là vẫn là cái vị của ngày xưa. Cái đấy thì cái nói thì dễ nha, nhưng mà làm cực kỳ khó đấy. Thí dụ như Mayu kể, Mayu hay đi công tác, đi công tác thì phải bắt buộc phải ở khách sạn. Thì sáng nào cũng có bữa cơm sáng. Thì hôm nay ăn phở, hôm sau cũng ăn phở, nhưng mà phở vị khác, không có ổn định ấy. Như thế mà hôm nay thì ngon, nhưng mà hôm sau thì lại không ngon bằng hôm nay này, hôm trước này, nhưng mà giá cả thì vẫn thế. Thế thì người tiêu dùng thấy là có mất công bằng không? Hiểu không ạ? Hay là cứ thôi kệ, là cứ ăn. Thôi cứ kệ ăn thì này kia cũng cảm ơn người tiêu dùng dễ tính, đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà Nhật thì không phải, phải đều. Cái hôm nay có vị như thế này, ngày mai cũng vị như thế. Không được phép là cái thay đổi thì lại mất khách ngay. Thì chính vì thế công thức rồi cách làm, quản lý cái chất lượng cực kỳ là cái chặt chẽ. Đó. Đây là bí quyết thôi. Không có gì kiểu ghê gớm gì cả. Mà không có sản phẩm mới nhiều đâu nha. Chỉ có chủ lực là cái yokan này này. Không có lằn nhằn kiểu như là làm cái bánh gato nào kia, còn kiểu tay nào kia, không có đâu. Chỉ có truyền thống này này. Mà bây giờ cả châu Âu nó cũng nhiều, mà sang châu Âu cũng Pháp mà cũng gần 20 năm rồi ạ. Và mà Nhật thì cái xuất phát từ cái Kyoto gần 500 năm lâu đời như thế. Còn một cái nữa là có một cái Itoitec là cái công ty sản xuất cái giấy, nói lên thế nào đây nhỉ, giấy cái làm bàn tay nên còn quên tiếng Việt. Cái giấy làm bằng cái một số loại cái sơ của cái thực vật đấy ạ. Ở phía Bắc kia Cao Bằng nào kia thì người ta có này. Giấy giấy truyền thống mà này ở bên Nhật nó gọi là washi, mà cái sâu của cái ấy, một số loại thực vật ấy, mà mấy loại nữa, 2-3 loại có thể phù hợp, và ngâm nước xong rồi đun nước xong rồi để tan tí thì để cái bắt đầu kiểu cho vào nước á, thì sau đó còn làm như này để cho nó lọc mà tí đấy ạ, thì thành một cái giấy mà mất công, mà nhưng mà rất là bền, mà chục năm cũng không sao cả. Đó, giấy đó thì tiếng Nhật gọi là washi. Thì cái này cũng là cực kỳ truyền thống, mà chỉ có giấy không á thì ngày xưa là chủ yếu là biết thôi, đúng không ạ? Biết hay là cái có phong cách cái phòng của Nhật ý, thì lại có một số cửa có một số cái kiểu dán là giấy, là có nên nhìn thấy không? Cô hình dung không nhỉ? Nói thế nào thì chúng nó hiểu. Cửa để là cửa sát, còn cửa bằng gỗ, khung của gỗ. Nhưng mà giữa cái gỗ và gỗ á, cái sàn ý, thì để cố giấy, sử dụng washi. Để washi thì rất hay là khi mà nóng á thì để cái thoát nó kiểu độ nó ẩm nó kia là cái thu hút để cho nó thành mát.
còn khi mà trời lạnh ấy thì để giữ cái ấm, giữ ẩm, giữ ấm. Thì cho nên là cái rất phù hợp với cái khí hậu của bên Nhật và làm cho nó nhà kiểu nó dễ dùng. Đó. Nhưng mà tuy nhiên thì đấy, trước đây là chỉ có giấy thôi. Thì bây giờ công ty này là cái công nghệ mới mà sử dụng cái giấy washi này á, nên thành một cái sợi để làm cái quần áo ạ. Có tin không? Có mà. Ở Việt Nam, cũng bán làm từ cái sơ của cái tre, bươn tre là thành cái quần áo này này. Cũng có. Ừ. Giống như kiểu như thế đấy ạ. Tức là trước đây là chỉ có nó sử dụng giấy thôi. Biết thôi. Nhưng mà bây giờ thì thành cái vải để làm ra cái quần áo được. Đây cũng là một cái công nghệ mới, kết hợp với truyền thống và cái công nghệ mới này này. Đây là ví dụ thế đi nha. Còn liên kết tại địa phương giống như kia các chị. Tuổi trung bình là 75 tuổi này. Trước đây là còn khi mà thành lập công ty này là cái nó còn các cô là 60 tuổi rồi. Nhưng mà các cô á là sống ở vùng núi mà xa xôi. Tỉnh Kochi là nằm trong cái đảo Shikoku của Nhật, là cách Tokyo khoảng độ 900 cây gì mấy, đi bằng máy bay là khoảng bay 1 tiếng. Xong rồi thì đấy, đến cái thành phố Kochi, đến cái chỗ này là mất 2 tiếng rưỡi bằng xe ô tô. Mà cực kỳ là cái quê, cực kỳ là cái xa, vùng sâu vùng xa. Nhưng tuần nào cũng có cái buffet mà các cô nấu. Đấy, buffet kia kìa. Mà trung bình là khoảng 30 loại món khác nhau mà các cô làm. Các cô mà sản xuất là rau hay là cái thịt hay là mật ong nào kia hay là nấm nào kia tại chỗ. Toàn là cái các cô sản xuất đấy ạ. Sau đó chế biến, phục vụ cho khách. Một tuần chỉ có một lần thôi nhưng mà vùng sâu vùng xa thế. Nhưng mà tuần nào cũng có 2.000 khách. Nhiều không ạ? Xa lắm ấy. Mayu đi rồi. Mà cô này, cô Ichohana là cái giám đốc ấy, Mayu cũng mời để chia sẻ kinh nghiệm cho bên tre rồi. Ôi, nó xa kinh khủng luôn ấy. Mayu cũng đi vùng sâu vùng xa nhiều lắm. Nhưng mà là cái ở Nhật mà là cái xa thế cả. Mà vùng sâu thật ấy. Nhưng mà chất lượng của cái nông sản cực kỳ tốt luôn. Mà cô các cô là cái không phải là sản xuất nó kiểu nấu nướng là pizza nào kia nó cái hiện đại đâu, toàn là cái món địa phương truyền thống này. Chính vì thế ngon, an toàn, truyền thống, lạ. 2.000 khách một tuần, một lần là chỉ có buffet thôi nhưng mà gần 2.000 khách ạ. Các anh chị ở đây gần Sài Gòn xa gì đúng không ạ? Biết cách thì đấy kia có nhiều cơ hội lắm đi nha. Mà lại còn 2 tiếng rưỡi từ cái thị trấn, thí dụ như là thị trấn này là 2 tiếng rưỡi nó xa. Mà người ta dám đi, người ta muốn đi để thưởng thức. Đấy. Thế cho nên là xây dựng thương hiệu là như vậy đó. Còn một lần là người ta đến mà thấy là hấp dẫn, xa hay là giá cả cao hơn một chút không sao cả. Buffet này không phải là quá đắt đâu. Khoảng độ 1.000 yên là cái nó khoảng độ 200.000 à, 210.000 gì đấy. 210.000 mà là cái 30 mấy loại là ăn toàn là món địa phương mà sạch. Mà các cô nó tự làm thì đấy cái rất là ngon mà lại rất là an toàn. Cao hay là rẻ? Đắt hay là rẻ? Rẻ đúng không ạ? Mà cô các cô này là có ngoài cái buffet thì sản xuất hàng ngày nhé. Còn thỉnh thoảng cái theo mùa, tại vì bên kia là 4 mùa thì cho nên là mùa đông là hoạt động khác, mùa xuân cũng có hoạt động khác. Nhiều cái theo mùa, nhiều hoạt động rất là vui. Thì lại kết nối cả nhóm người tiêu dùng ở thành phố ạ, lớn ạ, về để thưởng thức. Có thể mà trả một chút nữa cái tiền khoảng độ 40 đô gì đấy
thì này thưởng thức kiểu làm thu hoạch cái nấm đông cô, biết không ạ? Nấm đông cô mà các cô là cái này, mà cái trên cây trực tiếp lên nha, chứ không phải là bông như là cái Việt Nam cây cây á, kiểu như là cái gỗ á, rất là ngon. Còn kết hợp cả cái nhà trường cung cấp nguyên liệu của cái công ty này, các cô sản xuất rau củ quả thì lại cung cấp cho các nhà trường của địa phương. Đồng thời á thì theo mùa là các cô sẽ tổ chức một cái lớp tập huấn nấu nướng cho trẻ con, để trẻ con tiếp cận được là cái món truyền thống của địa phương này, hiểu không ạ? Và để cho nó nhắc nhở cái lớp trẻ là nhớ đến là cái món địa phương, mà đừng quên là cái nhớ món địa phương sau này. Thế đó. Đây cũng là một cái nha. Cái này cũng là không có gì. Các anh chị có mặt ở đây á, là cực kỳ là được tốt, thì được ưu tiên mà có được cái tạo điều kiện rất tốt. Các cô á, không có gì tập huấn đâu, ít lắm. Mà lại cái chính quyền cũng có tập huấn vài lần, nhưng mà không có nhiều, không có cơ hội rất tốt như là các anh chị đâu. Nhưng mà họ tự nghĩ, mà quan trọng là đoàn kết. Đoàn kết để mong muốn là phát triển cái địa phương mình, mong muốn là làm tốt cho địa phương mình. Chỉ có tâm thế thôi. Còn cao nhất là cô nào mà cao nhất là 85 tuổi rồi, ván lái xe ô tô nhé, vẫn là cái đi tiếp thị các siêu thị để bán rau của mình. Hay lắm, khỏe. Nhưng mà người ta vì là vui, người ta vì là cái mong muốn cái gì đó để lại đó tốt cho địa phương đó. Tiền bạc cũng là cần, tại vì cái họ cũng là nhà nông, hay là cũng phải có thu nhập. Nhưng mà ngoài cái đấy, họ cũng có tâm để cái duy trì cái hoạt động này. Rồi còn một số món truyền thống nữa. Đây là kia gọi là kia cá thu á. À, cá ngừ, mà làm muối. Đây cũng là món truyền thống của Nhật mà có lịch sử hơn 1.300 năm. Mà cái này thì bây giờ là ngày xưa là cái biếu cho nó Nhật Hoàng. Nhật Hoàng nó biết không? Nhật Hoàng ấy. Đó. Mà hiện nay món này á là chỉ có duy nhất là tỉnh Shizuoka gần núi Fuji đấy. Chỉ có nó duy nhất là cái nó vùng đấy là duy trì. Ngày xưa xưa ấy thì cái vùng biển nào cũng có, tại vì có cá này, có cả làm muối thì đấy, đây là món giữ lại dự trữ mà. Thì cho nên là cũng phổ biến, nhưng mà bây giờ á thì lại không còn nữa, chỉ có chỗ này thôi. Thì nhà sản xuất là chỉ có hai nhà sản xuất duy trì thôi. Còn một nhà sản xuất là chính, cửa hàng tên là Kanesa, là anh giám đốc này là cái bạn của Mayo. Nên là anh ấy cũng bây giờ kia giữ truyền thống, mà có thể đào tạo cái lớp trẻ sau này, có cả cái phát triển cái nhiều sản phẩm khác nhau. Nhưng mà lúc mà phát triển cái nhiều sản phẩm khác nhau á, thì lại có liên kết với chính quyền, liên kết với cái các công ty địa phương để cái sản phẩm làm ra cái sản phẩm mới đấy ạ. Chứ không phải là một mình anh ấy, hiểu không ạ? Anh ấy là cái nâng cung cấp nguyên liệu là cái cá ngừ, là muối, ngâm muối đó. Sau đó cái các công ty đấy là mua cái nguyên liệu đó để thành ra cái một số sản phẩm mới. Nhưng mà nhắc đến là cái món này, ý nghĩa của nó là như thế nào, lịch sử thế nào, và nó quý chỗ nào, mặt sau của cái sản phẩm đó là có câu chuyện. Đấy, thì đấy cũng rất là, bây giờ rất là phát triển, mà nó làm ra nhiều sản phẩm nữa đấy ạ. Còn vùng này á, cá ngừ cũng có đánh được, nhưng mà vùng núi thì lại có wasabi. Wasabi là mù tạt ấy, biết không ạ? Cay cay nó nồn nồn ấy. Đây là cái đấy là cái mù tạt này. Mà mù tạt ấy thì lại đặc biệt là nước mà lại cái bẩn ô nhiễm thì không thể sống được.
nó xỉu 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 xỉu, nó con bia mắt đi luôn. Mà chỗ nào mà nước kia sạch, không bị ô nhiễm thì mới tồn tại được. Thì cho nên là cái tỉnh Shizuoka là có núi Phù Sĩ đó. Núi Phù Sĩ thì lại chứa nhiều nước kia ở dưới. Sau đó dưới thì lại cái là có vùng khác là lên để cái sau đó chạy qua chạy đi ra biển. Thì lại cái vùng này là đúng cái giữa đường đó. Để cái này lấy được cái nhiều nước kiểu tốt của mấy nghìn năm lọc qua ra, hiểu không ạ? Tức là ở dưới đất đai. Thì cho nên là cực kỳ là chất lượng tốt. Mà sử dụng cái mù tạt đấy, còn sử dụng cái cá ngừ muối đấy để làm một cái món mới là mì udon mà sử dụng cái cá ngừ muối đấy ạ. Chấm cả cái mù tạt này. Rất là ngon. Rất là ngon. Đây cũng là một cái kết hợp nha. Nếu mà cái nhà sản xuất, một nhà sản xuất không thì không thể nào mà làm được. Nhưng mà nhà sản xuất, cô cả các doanh nghiệp sẽ kết hợp nhau thì đấy làm ra được cái nhiều sản phẩm như này. Được chưa ạ? Thế cho nên là tôm muối cũng là cái có cái gì làm được ấy. Hay là cái muối nấm cũng được á. Có cái gì đó để cho nó sáng kiến, nó sáng tạo. Nhưng mà quan trọng là liên kết đấy. Và mỗi một anh, mỗi một chị này còn làm riêng không thì đấy cái chắc là khó quá. Nhưng mà bây giờ thì cũng Nhật cũng không phải là đơn giản đâu. Mail cũng lấy ví dụ để cái những anh chị nào mà cái những bác nào mà cái thành công, nhưng mà trong quá trình làm ấy thì cực kỳ khó khăn luôn chứ không phải đơn giản. Rồi cái nhóm này á, đây cá ngừ mà làm muối là cái sản xuất như thế này. Mà thỉnh thoảng cái ấy nhóm học sinh sinh viên của Tokyo về đây để làm thử. Mà cái đấy là món này là cái cực kỳ quan trọng khi mà người Nhật đón ngày Tết ý. Thì cho nên là gần Tết mà nhiều người kia đặt hàng thì lúc đó là các em học sinh, các em học sinh sinh viên cũng về vừa làm giúp vừa là cái làm cho mình một con làm để mang về. Còn kết hợp cả du lịch nữa đấy ạ. Mà cái đấy là cái kết hợp cái hiệp hội du lịch của khu vực đó với lại cái nhà sản xuất cái cá ngừ muối với lại cái nhà sản xuất wasabi này, các nhà doanh nghiệp hợp tác với nhau để làm sao để kéo các khách du lịch về vùng này thưởng thức món của cái cá ngừ này với lại cái ngắm cảnh, có cả cái mua sắm các loại cái đặc sản của họ. Có cả cái ấy thỉnh thoảng trong một năm 2-3 lần cái đến mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 nữa để cái giới thiệu với cái món này đấy ạ. Giới thiệu với cái món truyền thống này. Tại vì cái các bạn trẻ con á là không biết, không nhìn thấy bao giờ. Đó, thì cho nên là giới thiệu với cái ấy, món shiokatsu là như thế nào và ăn như thế nào là ngon. Đó. Có cả cái tham gia cái tiếp thị một số triển lãm nào kia đấy ạ. Mà khi mà tham gia triển lãm nha, không phải là cái một mình một nhà sản xuất mà tham gia. Bao giờ cũng là đăng ký là khoảng 3-4 đơn vị khác nhau á, tại địa phương để kéo nhau đi, để mà hỗ trợ nhau đấy ạ. Như thế thì để giảm chi phí là một, thứ hai là cái có thể giới thiệu được cái địa phương chung. Thí dụ như là cái huyện Nhà Bè chẳng hạn, huyện Cần Giờ chẳng hạn, thì để có thể gom lại khoảng 2-3-4 đơn vị chung để ý là cái không phải là bán sản phẩm của mình không, mà là cả giới thiệu về cái địa phương mình chung á, để cho nó nhiều người kia quan tâm. Mà mình cũng có lợi, nhưng mà cái doanh nghiệp khác cũng có lợi, người địa phương cũng có lợi. Ý là như thế đấy ạ. Rồi rồi. Thế thì mấy cái đấy cũng là ná ná như thế đấy ạ. Để còn chúng ta sẽ giải lao chút đi nhỉ. Mấy giờ rồi nhỉ? 10 giờ hả? Chứ chị mình giải lao tại chỗ đây nhé. Có bấm cái dưới xong mình khỏi.
đồng liên quan doanh nghiệp nữa và dẫn chứng giữa Nhật và Việt Nam. Ở đây tôi đề nghị là thế này nè, mình so sánh ngay để nó đỡ nhàm chán và nó đỡ ở dưới này muốn ngủ hết. nói về về Nhật, về nói về các sản phẩm về Nhật không, mình nói nhiều quá, đâm ra cái ở đây mình cảm thấy là nó quá dư. Rồi là đến cái các sản phẩm của Việt Nam thì chúng ta lại nói về Việt Nam nhiều quá thì nó ở đây mất cái tính chất so sánh. Ví dụ như giờ là nãy giờ là báo cáo viên nói như thế, nhiều ở Nhật là mình biết rồi cái sự liên kết rất chặt chẽ từ người sản xuất, nông dân cho đến là người tiêu thụ chẳng hạn, các môi trường rất tốt. Thì ở Việt Nam chúng ta thua Nhật như thế nào, những cái nào yếu hơn là nước bạn. Ở Việt Nam chúng ta có những cũng có những mặt mạnh nhưng mà những mặt nào yếu để chúng ta so sánh nó trực tiếp lên và nó cụ thể. Chính cái phần đấy là cái nhờ các anh chị so sánh ạ. Tại vì các anh chị này cái hiểu rõ là cái có hôm nay là có vì là cái mail về đây thì mới nghe được cái chuyện này đúng không ạ? Thì này so sánh là cái so sánh tại chỗ này để các anh chị có ý kiến gì thì để cái so sánh luôn. Có yếu chỗ nào ạ? Theo anh ấy. Yếu thì giả sử như là cái anh là cái tổ hợp tác rồi, hợp tác xã rồi nhá. Mà mấy cái câu chuyện như thế này thì lại có thể là hợp tác xã mình cải tiến chỗ nào. Thế mới gọi là cái thực tế hơn đấy ạ. Và cho ngồi nói nha. Giờ về nếu mà nói Việt Nam mình á thì như lúc đầu Mel có nói á là cũng có rất nhiều người tài. Người tài rất nhiều, sản phẩm rất tốt và có những công trình sáng tạo. Nhưng mà tùy đất nước và tùy môi trường, thí dụ như thị trường của Việt Nam mình á là chạy theo lợi nhuận nhiều, liên kết thì không muốn liên kết liên kết thì là phải cho nghề, người ta lại cấp nghề. Nhưng không cần cho nghề, Việt Nam là cấp nghề rất giỏi, mà cấp là chỉ có được 5-6% là ra nghề, đâm ra là cái sản phẩm nhái nhém rất là nhiều mà không đạt kết quả. Đấy, cho nên đó là cái thị trường của Việt Nam mình tại sao không tiến bộ là thiếu cái liên kết. Cái thứ nhất, làm ăn không thực tế, không được đạt cái hiệu quả là 100%, chất lượng 100%, do chúng ta chạy theo lợi nhuận nhiều, chúng ta chạy theo thị hiếu là nhiều, chúng ta chạy theo cái nhu cầu của người tiêu dùng chứ chúng ta không chạy theo chất lượng. Ở Việt Nam là như vậy. Cho nên là nhiều cái thất bại. Mà ở đây á, cái chương trình mà xây dựng thương hiệu sạch của chúng ta đây á, là chúng ta muốn được đạt cái thực tế là thế này. Làm sao cái lớp tập huấn này xây dựng được cho bản thân của những cái tổ sản xuất ở đây hoặc là những hợp tác xã, những cơ sở sản xuất đây, xây dựng được những cái thương hiệu thực tế theo được như mong muốn và là có những cái đòi hỏi của xã hội, thì chúng tôi là làm như thế nào để đạt được, chứ không chạy theo những cái mà xu hướng của xã hội. Một cái cụ thể nhất là ở đây có một cái thói quen luôn là chúng tôi đi mua cua và những người bán cua, con cua đó là phải được bọc trong một cái sợi dây buộc, ở trong đó có đất hoặc là có cát trong đó, để cân 1 ký, cân thành 1 ký 2, 1 ký 3. Nhưng từ người mua đến người bán phải chấp nhận ngầm và rằng là như vậy. Đó là một cái thực tế này. thua của cái thị trường Việt Nam nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và chưa kể những sản phẩm khác cũng như thế. Coi như là hình như cái người bán bắt buộc người mua phải mua bằng hình thức đó. Cho nên ở đây là chúng ta nói về mà cái liên kết rất là khó. Ở đây là chỉ có là bị cô động những cái địa phương bằng những hình thức mua bán như thế. Mà ở đây là gọi là gần muốn như đặc thù chứ không phải là những cái hay, gọi là những cái mà đặc thù và hay của nước bạn như là những cái món của Nhật. Không đó là như là đơn thuần một hành cải. Thế thì bây giờ ấy thì lại những cái nêu cái điểm mà như thế thì
Chắc là các anh chị khác cũng cảm thấy như vậy đúng không ạ? Đây là cái điểm khó khăn của game Việt Nam. Thế thì bản thân kiểu các xã hay là các đơn vị như là cái hợp tác xã hay là cá nhân sản xuất ý, thì làm sao để cái nó thoát được cái khó khăn đó đấy ạ? Đấy mới gọi là không phải nói là khó là khó, nói câu đầu tiên như thế là không thể giải quyết được cái gì cả. Tại vì khó nhưng mà phải làm nha. Bây giờ ấy, thì để kênh có thể là kênh nói về hữu cơ này nè. Hữu cơ nó không phải là đơn giản đâu ạ. Đó, nhưng mà đã và đang làm, mà đã làm được chính cái nông dân của kênh của Việt Nam này nè, Bến Tre này nè, làm được mà nha. Thí dụ thế là kiểu cái này là kênh Bến Tre xây dựng cái logo cho nhóm sản xuất rau hữu cơ. Và đây là cái trong chương trình cái dự án của MU. Còn logo này á thì đây rất ý nghĩa là gì? Chúng tôi cũng hợp tác với cái trường học mà các em vẽ có thế nào là cái rau hữu cơ. Thì đây mọi người kiểu nhà nông, anh em cán bộ khuyến nông, có cả là các em trường học chọn. Tại vì cái nó gắn bó với cái sản phẩm của địa phương này này. Thì cho nên là liên kết gì? Kiểu là cái nó đơn giản thôi. Đây là một cái là ví dụ để cái nó xây dựng thương hiệu cùng nhau nhé. Mà thứ hai thì lại phải rõ ràng. Làm sao để cái ấy đảm bảo chất lượng là chỉ có giám sát với nhau thôi. Nếu mà xin cái chứng nhận hữu cơ của cái các nước khác thì các công ty cấp chứng nhận cơ quan thứ ba là họ chỉ đến một năm một lần thôi. Chi phí của nó cực kỳ cao. Nhưng mà họ đến để trực tiếp xem là chỉ có một năm một lần thôi. Thí dụ như là cái mấy trăm hectare dừa, họ làm sao mà đi được mấy trăm hectare đúng không ạ? Họ có thể lựa chọn hộ này hộ kia thôi. Thì hộ khác thì ai giám sát đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề của cái Việt Nam là như vậy, kể cả các công ty kiểm hàng nào kia là cũng vậy đấy ạ. Mà hơn nữa là Mayo đang làm việc với cái các nhóm nông dân cũng như là cái chính quyền cả cái khuyến nông ấy ở địa phương, nhiều khi khó nói với nhau. Có một ông nguyên cán bộ lãnh đạo của cái thị trấn, ông ấy rất say mê nông nghiệp hữu cơ, ông ấy tham gia chương trình, tham gia nhóm. Nhưng năm hộ gia đình làm, nhưng ông ấy đã là cam kết làm hữu cơ nhưng mà vẫn xài cái hóa chất. Hóa chất thì là cái bốn hộ khác ấy, họ biết. Nhưng mà vì là cái ông ấy là cái cao tuổi nhất, vì là ông ấy là cái lãnh đạo cũ, không nói được. Việt Nam là có hay có kiểu thế đấy ạ. Hay là lúc trẻ thì lại không nói là cái nơi người lớn được, ngại. Thì thành ra ấy, thì để người ta không có ý thức hay là không theo cái tiêu chuẩn ấy, thì lại cứ thế mà làm. Cứ thế mà làm thì lại đương nhiên là cái tiêu chuẩn của mình là vô nghĩa đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, đây cũng là một cái nguyên nhân làm sao để cái khắc phục. Để chúng tôi là cái đang làm ấy là đào tạo cái cán bộ trẻ. Với này cái tôi cũng có mặt để cái ấy là có không đạt không, rõ ràng. Không có ai mà lại cái mặt lầm, mất lầm này còn mất lầm thì một lúc thôi. Nhưng mà phải cái đấy là cái góp ý xây dựng. Thứ hai thì đây cái logo này là chung cho cả tỉnh luôn, chứ không phải là dành cho cái hộ nào hộ kia đâu. Để cho nên là một hộ làm sai ảnh hưởng đến tập thể luôn. Để cho nên là chúng tôi làm cái gom lại nông nghiệp hữu cơ là cái gom lại 5 hộ nông dân. Lúc nãy nói là một ông làm hóa chất thì 4 hộ làm đúng. Nhưng mà một hộ làm như này thì lại cả một nhóm này là đình chỉ luôn. Đình chỉ thì sao? Giá bây giờ giá hữu cơ giao tại vườn á, bà con bán cho công ty là 25.000 trở lên. Bên cạnh đó một cái là cái rau cải nào kia ở ngoài rau thông thường thì mấy nghìn bạc thôi đúng không ạ? Mà bây giờ 25.000 mà chỉ có 500 m² mà thu nhập của họ là 12 triệu một tháng, rau nhé,
Như vậy mà lại cái mất hoàn toàn vì là cái một ông này thôi. Mà khi mà cái người ta sợ, mà người ta mong muốn, đầu tiên là sợ đi, không phải là cái chưa có ý thức thì lại bảo là sợ. Nhưng mà sợ nó cũng cần thiết, tại vì cái nếu mà sợ nó mất kiểu nó cơ hội kinh doanh, mất cơ hội tăng thu nhập, thì đương nhiên là kéo ông này phải làm đúng, đúng không ạ? Mà trong nhóm nhiều khi không nói được, nhưng mà chúng tôi có hệ thống giám sát, hệ thống thanh tra, mà đều là người địa phương làm hết, nông dân làm, cán bộ nhà nước tham gia, anh em khuyến nông, có cả các doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ nhau, giám sát nhau. Thì cho nên là có ông nào mà làm sai thì cả ảnh hưởng đến hệ thống luôn. Vì thế không được phép làm vớ vẩn. Thế đó. Mà hệ thống này gọi là cái phó giáo sư, nói cho nó vui là cái phó giáo sư PGS. Đấy, PGS hữu cơ ở Bến Tre kia kìa. Đó. Thế là cái PGS gọi tắt của tiếng Anh, nó dịch sang tiếng Nhật á, xin lỗi tiếng Việt ý, là hệ thống đảm bảo có sự tham gia. Đảm bảo cái gì là đảm bảo chất lượng, có sự tham gia của mọi người. Thế cho nên là hệ thống này giám sát cả nông dân, giám sát cả doanh nghiệp, giám sát cả cái ban điều phối của cả cái các nhóm nông dân luôn đấy ạ. Thế cho nên là ai làm đúng thì để cái không sợ nó vui vẻ, nhưng mà có ai mà không đúng á thì tập thể phải chịu trách nhiệm. Thấy khó khó không ạ? Khó. Khó hả? Khó chỗ nào chị? Không thế nào mà tập thế đông quá là sao ai chấp nhận chung hết được. Phải thì nó cũng phải là mỗi người ý kiến khác nhau. Nên, nhưng mà cái theo nhóm mà. Thế, theo nhóm mà, thí dụ như là nhóm A thì lại gắn kết với cái công ty A. Nhóm B thì lại gắn kết với công ty B. Nhưng mà dưới sự kiểu như giám sát của hệ thống này thì hệ thống này là đảm bảo nó chất lượng đấy mà. Nên mà không đạt thì đấy không sử dụng được logo này đâu. Logo cũng phải quản lý đó, đó. Làm thế được không ạ? Được chứ. Được chứ. Được. Yeah. Đây là cái hệ thống organic là nó thuộc về trồng trọt. Không. Của ở dưới các tỉnh ở Đồng Tháp và Bến Tre. Còn ở đây thì địa phương ở đây là chúng ta hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè. Mà người nông dân thì hay nói thật là thế này, mình muốn thế nào mà đến đây để mà thu hoạch được và những kết quả thực tế, thì theo tôi thấy thì có một số bà con ở đây chủ lực là tôm. Ví dụ như bây giờ chúng ta là liên kết được cái sản phẩm về tôm và mình thấy là có cái nhu cầu và trong tâm tư của một vài bà con ở đây làm thế nào mà có thể giải quyết được cái đầu ra cho con tôm. Chúng ta có thể liên kết làm thế nào khi mà cái tổ chức cái lớp tập huấn này ra xong là chúng ta là có được những cái liên kết và chúng ta là có những cái con số để mà cái con tôm này sẽ có hướng như thế này. Nhờ cái lớp học này, nhờ cái lớp tập huấn này mà chúng ta sẽ có một cái hướng tốt hơn là vậy, chúng ta nên đi sát được chút tại thời gian chúng ta có nhiều. Dạ, sáng nay em nói luôn là cái chương trình của mình là một cái chuỗi lớp nhiều ngày, 4 ngày. Thì hôm nay mình sẽ có những cái sơ bộ về cái thương hiệu. Thì ngày mai mình sẽ nói về những cái điểm mạnh, cơ hội của từng cái mô hình của anh chị ở đây, cái sản phẩm ở đây. Thì mình sẽ phân tích là khách hàng, thị trường như thế nào. Thì mình sẽ đi theo cái chuỗi như vậy. Tức là cái lớp mình là lớp 4 ngày anh nhé. Dạ. Thành ra mình sẽ còn được cái nhiều cái nội dung. 4 buổi. Rồi. Cho tôi đề nghị thêm cái này nha. Sau này nếu mà chúng ta tổ chức lớp tập huấn thế này thì cho xin một cái tài liệu về chương trình và thời gian làm việc, nội dung của cái lớp tập huấn, để dùng như nói thế này chưa nắm hết và đồng thời cái chi tiết thì coi như là nông dân mà nói vô rồi hồi đi ra hết. Tới 4 buổi lại. Thành ra nha. Anh chị mình cứ theo dõi trên những cái nội dung cái chuỗi lớp này. Nông dân nào cũng nói vậy, nhưng mà góp ý lại cho nông dân, có cả anh chị đi học thì phải có cầm sổ bút. Có
Cái đấy là nhắc nhở cái bên trên Đồng Tháp nhiều rồi. Nói chung là ở đâu cũng vậy nè, bà con thì đấy cứ vô tư đến. Nên con vui vẻ nên con đấy. Nhưng mà phải học là phải học là tử tế thì mới vào được. Còn như lúc nãy nói rằng là cái nhóm nông dân của cái Nhật không có được cái tập huấn như thế đâu. Đó thì cho nên là các anh ở đây thì là các anh chị ở đây là quá là có cơ hội đó. Tức là có tiếp cận được cái nhiều thông tin ấy thì lại cũng là đấy. Nhưng mà xin lỗi nha, cái nói một chút ấy là sau khi nhận được cái thông tin hay là kiến thức cái gì mình đã học mà sau đó áp dụng thực tế như thế nào là do là người học viên, đúng không ạ? Chứ không phải là cái lớp nào mà từ A đến Z để cái hướng dẫn từ đầu đến cuối để có chìa khóa thành công đâu, đúng không ạ? Để cho nên là lúc nãy nó hỏi lại các anh chị là thế thì cái điều kiện của Nhật là như vậy, ví dụ của Nhật là như vậy thì so sánh là chính là cái các anh chị so sánh để phát hiện ra điểm yếu, điểm mạnh của của mình chưa ạ? Đúng không? Thế còn nếu không thì đấy cái nó chẳng có lớp nào, thầy nào, cô nào mà lại cái nó hướng dẫn từ A đến Z được. Thế cho nên là có cứ kiểu như đây là cái cơ hội để cái tiếp cận thông tin. Thì là các anh chị là cái áp dụng vào thực tế của các anh chị trong bối cảnh của các anh chị. Thế mới gọi là nó quan trọng. Mà đánh giá nó hiệu quả rất sao là sau này các anh chị sẽ là có cái gì thay đổi được không? Mà nói về cái hệ thống này á, cũng là áp dụng cho cả tôm cũng được này. Ở bên Thái Lan thì lại áp dụng cho cả du lịch sinh thái luôn. Tại vì nói là hệ thống giám sát có sự tham gia đấy mà. Hệ thống đảm bảo có sự tham gia hay là giám sát nó có sự tham gia. Thì có nghĩa là đây là một cái hệ thống để quản lý chất lượng. Thì cho nên là cho cả cái nấm, cho cả rau, cho cả chăn nuôi, cả tôm, cả du lịch sinh thái đều được hết. Miễn là do con người sử dụng như thế nào là quan trọng. Áp dụng tốt mà đúng cái tinh thần kiểu như là công khai, minh bạch, rõ ràng, công bằng thì lại hệ thống này là chạy rất là tốt. Mà đây là cái trong lĩnh vực cái hữu cơ á, ai cũng nói rằng là hệ thống này là ít tiền. Tại vì cái cộng đồng tham gia để giám sát nhau mà, nhắc nhở nhau mà thì lại không mất tiền. Thế còn thuê cơ quan thứ ba thì lại mấy trăm triệu một lần. Nhưng mà cái này thì đấy, cái có khi là cái tiền xăng xe cho anh em một chút nó chưa được 1 triệu một lần để cái cấp chứng nhận. Thế đó. Hiểu không ạ? Đó. Mà hơn nữa là giám sát thường xuyên, thanh tra định kỳ, ngoài cái đấy là giám sát thường xuyên. Thế cho nên là đương nhiên là cái góp phần đảm bảo cái chất lượng thì của sản phẩm thì tốt hơn là cái mà bên ngoài vào mà một năm một lần vào để cái kiểm tra. Thế cho nên là cái đấy là cái giới thiệu cho các anh chị để cái tham khảo thôi. Còn áp dụng được hay không hay là muốn áp dụng hay không là tùy. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ làm tại bên tre và cái Đồng Tháp ấy thì đấy cũng có hiệu quả. Với lại chúng tôi có cái sản xuất cái dừa hữu cơ mà chúng tôi đầu tư xây nhà chế biến để cái chế biến dừa hữu cơ tại Bến Tre luôn. Mà có thể là cái mứt dừa là theo mùa nó bán cho thị trường của Việt Nam. Nhưng mà có cái bây giờ đang làm sản phẩm khác nữa để bán cho các nước khác nữa. Thế cái này là các hội chợ của thế giới thì còn chúng tôi cũng tham gia. Rồi. Thế thì có thể là kiên tóm lại một chút kiểu tình hình của Việt Nam, khó khăn của Việt Nam ấy. Thì như lúc nãy anh cũng nói rằng là cái nói nêu rồi thì mà cũng không cần nhắc nhở nhiều, nhưng mà nhắc lại nhiều, nhưng mà nói chung là kiên ở Việt Nam nhiều khi là có cái mà ít chú trọng về việc làm từ nhỏ đến to. Cứ một phát là to luôn. Đúng không ạ? Thì quỹ mô to này còn có lợi nhuận to lớn nổ kia.
Nhưng mà thực ra ấy, thì để làm từng cái một làm chắc để bền vững thì để cái nó không phải là đơn giản. Mà nói về cái chính hộ của cái hợp tác xã nuôi tôm hay là năm hộ nhóm nông dân, năm hộ hay là chính hộ cũng số lượng thì là ít ấy. Nhưng mà đoàn kết, hợp tác nhau để đảm bảo chất lượng, xây dựng thương hiệu nào kia thì không phải đơn giản. Cái đấy là cái thực tế làm cũng rất là thấy là như vậy đó. Còn thích cái công nghệ mới hay là cao, nông nghiệp mà cái gì đấy, công nghệ cao. Thế nhưng mà không biết là cái công nghệ cao chỗ nào mà phù hợp với cái ý là bà con nông dân mình không á. Thì cái đấy là cái Mayo hay thắc mắc đó. Thì công nghệ là thấp hơn nhưng mà có thể phù hợp với cái mức độ hiện nay của nông dân thì đấy phù hợp hơn. Thí dụ thế đấy ạ. Thì cho nên là chúng ta cũng tại vì cái công nghệ mới hay là công nghệ cao thì thường là phải đòi hỏi nó vốn lớn. Vốn lớn thì để cái bà con nông dân đâu có tiền để đầu tư được. Đó. Đấy cái này là cái mà bên dự án mình không khuyến khích bà con là cái vay tiền của ngân hàng. Tại vì cái trong tay là có vốn bao nhiêu thì xuất phát từ vốn này thôi. Thế còn vay tiền thì bây giờ lãi suất nó cũng cao rồi cho nên lấy đâu ra để ấy. Mà làm nông nghiệp thì để 1-2 năm đầu là không thể nào mà thành công ngay được. Thế cho nên là 1-2 năm đầu chúng ta phải chịu là cố gắng là chịu cái ấy giảm năng suất hay là cái thu nhập thấp. Thậm chí là cái mất mùa đấy ạ. Nhưng mà cũng phải thoát cái giai đoạn đó thì để sẽ là có thành công. Nhưng mà nhiều khi người ta thấy là cái không có hiệu quả là 3-4 tháng làm, 1 năm làm là người ta bỏ. Thì bỏ thì cái là không rút kinh nghiệm được. Mà không rút kinh nghiệm được thì cái là làm nghề khác cũng y hệt như thế. Để theo tôi là như vậy. Đó. Rồi, thế thì có cái gì cái muốn tìm hiểu nữa không ạ? Nói về cái phó giáo sư nào kia. Rồi rồi, thế thì về. Thế còn bây giờ cái nó gần 11 giờ rồi. Rồi à vậy. Thế thì sao? Vậy. À, chị ở đâu? À. Thi đấy hả? Thi chồng nó. À. Là vậy vậy thi nữa rồi ạ. Vâng, thế thì nếu không có ý kiến gì thì này chúng ta kết thúc. Để lại là ý kiến. À, cô đối chị có hỏi cái gì về mang cô có hỏi tiếp mà mỗi 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 ra mỗi buổi thì mình có lên cái thương hiệu thì nói chung là Việt Nam bây giờ từ bắt đầu học tập theo lời chủ giảng viên ở đây giống như thế này nói là bây giờ là một cái sản phẩm, là một cái bò, nhưng mà mỗi người mỗi chưa thống nhất được, bây giờ là một thương hiệu ăn thịt mình ăn thịt. Nên ở đây là học hỏi nhà giảng viên là để phát tập từ từ. Đúng rồi. Nên chưa có ý kiến. À, đó là ở đây để tiếp thu theo cái lời giảng viên dạy là bây giờ muốn lập cái thương hiệu thì một là phải theo cái kinh tế của địa phương, hai là phải bộ cái là trung thực là cái dụng. Trung thực. Anh nói nhiều quá rồi làm mất kiếm chất lượng. Nếu mà để anh thử ở đây là luôn không phải riêng cô mà luôn cả mấy chú là bây giờ bắt đầu tiếp thu cái bài giảng của một cái giảng viên để về đọc cái thương hiệu. Nếu Việt Nam thì mỗi người mỗi ý. Tôi nói anh cũng nghe rồi anh kia nói tôi nghe thì nó đi lệch hết. Thì bây giờ bắt đầu cái bây giờ giống như là mới học ngay ở đâu để đọc một cái thương hiệu. Hôm nay thì con cũng trao đổi thêm là để cái chất lượng mà buổi học buổi sau hiệu quả thì cô chú chuẩn bị có thể là mang thêm sản phẩm của mình, thứ hai là chuẩn bị những cái dụng cụ khách hàng của mình là ai, mình đang nhắm bán cho khách hàng trực tiếp của mình là ai để mình phân tích được cái khách hàng đó rồi mình từ đó mình mới xây dựng cái thương hiệu chiến lược nó sẽ cụ thể hơn, thì đó mình sẽ chuẩn bị cái phần cái sản phẩm của mình. Ví dụ như bên chị là sản phẩm chị là sản xuất
cái gì. Tại vì các sản xuất nó cặp không đúng. Tại vì dạ. Nãy trong cái mục của báo cáo viên tôi thấy có một cái này rất hay nè, cái ý này rất hay nè, là tôi rất không có đồng tình với lại chính quyền thành phố mình mà dùng cái là kỹ thuật cao. hay nói mới rất là đúng. Mình làm những cái mới, những cái mới, những cái sáng tạo. Cao là cái gì? Mình là cao siêu, mà cái nông dân mới là cao siêu. Có một cái là hay cứ chạy theo công nghệ kỹ thuật cao. Kỹ thuật cao là cái gì? Sau khi mình mới là đúng nhất. Mình bắt đi cái nền tảng. Cái mà mình làm ra sản phẩm tốt. Dù như hồi xưa mình đâu có đi tham quan khu công nghệ kỹ thuật cao, không có cái gì là cao hết. Cao thì mẹ như mấy cô lớn rồi. Còn ít có trình độ cao. Sẵn chia sẻ với chú một ý rất hay là con đi Thái Lan. Thì hồi xưa ông bà của mình á là đâu có dùng phân bón hóa học, đâu dùng thuốc, cái tự nhiên mình đi giờ mình dùng xong cái bây giờ đi qua Thái Lan học tập của mình nó làm y chang ông bà ta hồi xưa làm, bây giờ mới không khác gì mà mình làm tốt hơn. Mình trở lại làm truyền thống và cái hữu cơ tức là truyền thống chứ gì nữa, đúng rồi, hữu cơ là truyền thống. Cho biết cái gì thì bây giờ ví dụ như có những người xa thì bây giờ mà thật sự ra có một số ý kiến cũng đang cần. Thì một số cô chú nếu mà có bằng công việc thì có thể về trước, còn một số thì không có công việc thì có thể ở lại. Được để cho nó tới tiện cái đó bên chứ tại vì sốt ruột đấy là một cái, tại vì nãy giờ chờ trao đổi mà tại vì sợ là mất thời gian rồi để các cô nó cô thi thì để xin mời cho anh tôi về. Anh nói đúng rồi, là buổi sáng là thường là tụi con hay tới sớm đúng giờ. Cái chỗ nào có việc bằng buổi trưa thì mình tới sớm mình học để cái chương trình mình sẽ sớm liên tục đúng rồi, chứ còn sáng phải bắt đầu để sáng nay mình sẽ bắt đầu. Anh hai bảy rưỡi đi, anh hai một giờ bảy rưỡi được rồi. Anh có trao đổi gì ta? Dạ, đây, các chị về rồi. Em chiều một không phải.